Đây là những cái bức tranh đã được người dùng sử dụng để vẽ bằng Midjourney. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ bằng một số câu lệnh thôi, họ có thể vẽ ra những bức tranh mà những họa sĩ có thể mất cả tháng trời, mất cả tuần trời, mất cả ngày trời chưa chắc đã vẽ xong. Đúng không ạ? Đấy, nó còn ý tưởng, nó còn vẽ, nó còn sai, nó còn sửa. Đấy, rồi những người mà làm thiết kế đồ họa thì có khi cũng phải mất rất nhiều thời gian thì để vẽ được một bức tranh như này. Nhưng mà với Midjourney thì sao ạ? Chỉ cần vài câu lệnh và khoảng độ đâu đó 30 giây. Khoảng độ 30 giây vẽ được một bức tranh như này, anh chị em sẽ tưởng tượng kinh khủng không ạ? Khoảng 30 giây thôi là ra một bức tranh như này. Đấy, từ ý tưởng cho đến hình ảnh, màu sắc, phối màu, ánh sáng. Đấy, tất cả mọi thứ. Và không chỉ như thế mà nó còn vẽ được rất nhiều các cái trường phái khác nhau. Rất nhiều trường phái khác nhau, rất nhiều phong cách khác nhau. Đấy. Anh chị em thấy rằng đây có phải là một kho tàng nghệ thuật. Và điều đặc biệt là tất cả những cái ảnh này ấy, thì nó là ảnh miễn phí, tức là ảnh không có bản quyền, không ai xác nhận được bản quyền, cho nên là nó ảnh ảnh không có bản quyền. Cho nên là mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái ảnh này đưa vào trong những cái minh họa về sách này, hoặc là những cái về ấn phẩm truyền thông của mình mà không sợ bị ai đó là gì ạ, là thắc mắc là hay là kiện cáo. Đấy, anh chị em thấy những cái ý tưởng này hay không ạ? Đấy, một phi hành gia nhưng mà lại ngồi ở trên ngọn núi này. Đấy, mà lại gì ạ, cây leo lên người như này, anh chị em thấy không ạ? Để mà bình thường một họa sĩ có một cái ý tưởng nó độc đáo như này, nó không hề dễ một chút nào cả, đúng không ạ? Nhưng với Midjourney thì nó sao ạ? Nó chỉ bằng vài câu lệnh thôi, vô cùng đơn giản, được chưa ạ? Đó. Ok, thì đấy là cái sơ bộ nhất để chúng ta hiểu về Midjourney là gì, được chưa ạ? Rồi. Sau đó thì chúng ta cũng nên biết về cái người đứng sau Midjourney là ai, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đấy, khi mà chúng ta được sử dụng cái sản phẩm nào đó, kể cả miễn phí hay là có phí, thì chúng ta nên gì ạ? Nên thể hiện cái sự trân trọng và cái gì ạ? Cái lòng biết ơn với những người mà họ đã bỏ công sức rồi tâm huyết để làm ra cái sản phẩm mà ngày hôm nay chúng ta được sử dụng, được chưa ạ? Thì giám đốc điều hành của Midjourney là ông David Horn, là người đồng sáng lập của Leap Motion, cũng là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ NASA. Đấy. Và đây là một loạt những cái tên tuổi đã được gì ạ? Đã được thông báo ở trên cái trang chủ của Midjourney. Đó, thì anh chị em chúng ta có thể xem biết thêm. Thì cái cách mà con AI này nó vẽ tranh như thế nào anh chị em? Đó. Thì từ những cái dòng lệnh như vậy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ liên kết các cái dòng lệnh với nhau. Và các cái dòng lệnh này nó sẽ liên kết với các cái hình ảnh khác nhau. Đấy. Và nó được đào tạo bởi vô số những cái hình ảnh cộng với các cái từ khóa. Nhớ này, hình ảnh nó phải kết hợp với từ khóa anh chị em nhé. Thì nó mới tạo ra được. Và cái chế độ là Deep Learning thì nó có thể tìm ra những cái gì ạ? Những cái thứ liên quan đến cái từ khóa mình đưa vào. Mình nói ví dụ như là gì ạ? Một quả chuối. Thì một quả chuối thì nó có thể liên quan đến gì ạ? Liên quan đến màu vàng, nó có thể liên quan đến gì ạ? Đến cây chuối, có thể liên quan đến tàu lá xanh, liên quan đến là gì ạ? Là một cái nải gồm nhiều nhiều quả. Đấy, nó liên quan đến con khỉ. Rồi con khỉ thì lại liên quan đến cái gì? Đấy, tức là nó cứ đào sâu, đào sâu, đào sâu tiếp tục như vậy. Đó, thì đấy là cách mà Deep Learning nó học. Và nó được đào tạo với hàng tỷ cái tham số khác nhau. Cho nên nó trở nên thông minh hơn, nó hiểu được mọi thứ là nhờ cái việc đó. Đấy chưa ạ? Thế có một câu hỏi rằng là gì ạ? Liệu Midjourney có thể thay thế được các họa sĩ hay không? Thì xin thưa với anh chị em là gì ạ? Huy luôn luôn nói rồi. Đó là gì ạ? ChatGPT hay là Midjourney hay là tất cả con AI nào thì cũng không thể thay thế được con người. Đúng không ạ? Không thể thay thế được các họa sĩ hay là các kiến trúc sư hay là các cái người viết truyện. Tại sao ạ? Bởi vì nó chỉ là một công cụ để giúp chúng ta nhanh chóng để đạt được cái điều mình mong muốn rồi mà thôi. Và cái keyword ở đây đó là gì ạ? Điều mà mình mong muốn. Như vậy là gì ạ? Trước khi mà chúng ta vẽ tranh hoặc trước khi mà chúng ta viết xuống cái câu lệnh là chúng ta đã biết là chúng ta muốn gì rồi. Đúng không anh em? Tại sao khi mà nó đưa ra bức tranh và mình bảo ôi đẹp thế, tức là trong đầu mình đã hình dung thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp rồi. Đúng không ạ? Nếu mà nó ra một cái gì ạ? Tay chân lung qua lung tung thì mình bảo sao ạ? Thằng này không đẹp. Mặt mũi lung tung thì sao ạ? Mình bảo là không đẹp. Như vậy là mình biết thế nào là đẹp. Nhưng mà để mà mình
hình dung nó ra một cách rõ ràng, hoặc là mình viết ra một cách đầy đủ, hoặc là mình thể hiện ra được, thì nó lại gì ạ? Nó lại quá khó với mình, đúng chưa? Đấy, đấy. Thế là gì ạ? Mình phải là cái người là có trình độ, ok không ạ? Đấy, cho nên là Midjourney nó chỉ là công cụ thôi. Đấy, nó giúp một cái người mà chỉnh sửa Photoshop gọi là chuyên nghiệp 1 giờ để chỉnh sửa, thì thằng này nó chỉ mất gì ạ? Mất vài giây, đúng không ạ? Vài giây để bắt đầu có thể làm được cái điều đó. Đấy. Tuy nhiên thì Midjourney hay là các loại AI thì nó có những cái điểm yếu. Ví dụ như là khả năng hiểu biết, phân tích chưa hoàn hảo. Vậy là cái khả năng hiểu biết của nó thì dựa trên cái sự lập trình của con người, và nó cũng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đó. Cái thứ hai nữa là nó không có cái cảm xúc giống như con người. Đấy, ở đây nó có một cái lỗi này, thiếu chân này. Với người ấy, thì đây là cái lỗi rất là buồn cười, rất là ngớ ngẩn, rất là không thể chấp nhận được. Nhưng mà với AI thì sao ạ? Nó không suy nghĩ, nó không hiểu. Đấy. Mặc dù nó cũng có những cái thuật toán, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó không có phải là giống như người. Đấy. Cái thứ hai nữa, nó không cảm xúc. Nó vẽ tranh nó không cảm xúc, thì đôi khi ấy, là những cái người mà chuyên gia, vì gọi là chuyên gia, ví dụ như là kiến trúc sư hay là họa sĩ, tức là họ hiểu về những cái nguyên tắc chung, thì con AI này nó có thể bỏ qua những cái nguyên tắc chung đó. Đó. Ngoài ra thì cái kinh nghiệm và hiểu biết nghệ thuật thì AI nó được lập trình vào những cái dòng lệnh, cho nên kinh nghiệm và hiểu biết nó sẽ có những cái hạn chế nhất định, nó không thể giống như những cái con người được. Đó. Thứ tiếp theo, nó phụ thuộc vào cái dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu mà càng nhiều thì nó càng thông minh, nghe có vẻ thông minh. Đấy, dữ liệu mà không đủ thì nó sẽ ra những cái kết quả rất là buồn cười. Đấy ạ. Đó. Ok. À, thêm một cái điều nữa với Midjourney đó là gì ạ? Là cái khả năng sáng tạo của nó thì vô cùng tuyệt vời. Khả năng tự suy nghĩ, suy đoán cái ý tưởng của mình. Đấy, sau đó là tự bịa thêm, rồi sáng tạo ra thứ mà mình cũng chưa nghĩ ra. Đấy, thì rất tuyệt vời. Nhưng cái khả năng để mà nó chi tiết hóa, ví dụ như là cái áo này bây giờ phải chuyển thành áo màu hồng, nhưng mà lại phải vải cô tông, nhưng vải cô tông là phải từ thời cách đây 20 năm cơ, nó phải có thêm mấy cái vết này cơ, xong rồi nó có cái lỗ rách này cơ, thì nó không làm được anh em. Nó chưa làm được đến mức chi tiết như vậy, nhưng làm một cái tổng thể lên ý tưởng thì rất là hay. Thì vừa nãy Huy thấy có một số bạn tranh cãi nhau ở trong cái nhóm Zalo, có mấy bạn kiến trúc sư ấy, là tranh cãi là thằng này nó không bằng cái phần mềm kia, có người thì bảo thằng này hơn, rồi có người thằng bảo thằng này thì nó không chi tiết được. Thì xin thưa với anh chị em là gì ạ? Là nó có thế mạnh của nó, thì việc của mình là gì ạ? Là phải ứng dụng cái thế mạnh của nó. Thế mạnh của nó là gì ạ? Là sự sáng tạo, là khả năng tạo ra những ý tưởng mới. Mà mình cứ đi dùng con này để mà mình thiết kế, xong đầu là gì ạ? À, cái cửa nó phải cao 1m8, xong rồi lại ngang này, rộng này, ngang này, kích thước nó phải đúng như này, thì làm sao ạ? Thì chịu, nó không làm được, đúng không ạ? Đấy, vì vậy ở đây chúng ta nhớ rằng nó, thế mạnh của nó là gì ạ? Là lên ý tưởng, không phải là gì ạ? Không phải là thiết kế chuyên dụng để đem bản vẽ ra để cho gì ạ? Cho bên thi công họ vẽ đâu anh chị em nhé. Đấy, ví dụ như là khi mà ông kiến trúc sư ạ, ông nhận một cái yêu cầu của khách hàng, đây nhá, tôi có một cái phòng là 15 mét vuông, ok chưa? Và tôi có hai bạn nhỏ, một bạn 5 tuổi, bạn trai 5 tuổi và bạn gái là 8 tuổi. Thì bây giờ tôi muốn thiết kế cái phòng này, đấy, làm sao để phù hợp với cả bạn trai và bạn gái, và có cả cái màu sắc hồng của bạn gái, vừa có màu sắc xanh navy của bạn trai. Đấy, lại vừa phải có gì ạ? Có chỗ ngồi học cho các bạn, có tủ quần áo cho các bạn. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thì lúc đấy bắt đầu là gì ạ? Mình nhập vào, mình đưa vào, đưa ra ý tưởng. Mà không phải một ý tưởng anh chị em ạ. Mình đưa ra 10 ý tưởng cho ông lựa chọn. Khi ông lựa chọn được một ý tưởng rồi thì sao ạ? Thì lúc đấy thì mình mới đưa vào, mình vào phần mềm mình thiết kế. Thì anh chị em thấy sao ạ? Tức là khách hàng họ rất là happy khi mà họ nhìn thấy cái ý tưởng của họ được gì ạ? Được triển khai. Và khi đó thì chúng ta gì ạ? Rất là dễ, khi mà khách hàng đã chốt cái ý tưởng rồi thì cái việc vẽ vào phần mềm chuyên dụng của các bên thiết kế thì nó rất dễ, đúng không ạ? Nhưng đường này mình còn chưa có ý tưởng gì, mình đưa ra ông lại loại, ông vẽ là ý tưởng khác đưa ra ông lại loại, vẽ ý tưởng khác đưa ra loại, có khi mất cả gì ạ? Mất cả tuần đến cả tháng trời không xong. Đấy, gặp mấy ông chủ nhà lại bận rộn nữa thì sao ạ?
thì mất cả tháng trời hôm sau. Huy là cũng là cái dân thi công công trình 13 năm rồi anh ạ. Và bạn của Huy là làm kiến trúc sư rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Cái anh chị em tưởng tượng là nhà thông minh ấy. Cái ngành nhà thông minh ấy, anh chị em biết là nó phải đi vào từ cái khâu nào ạ? Từ cái khâu thiết kế. Đấy, từ khâu thiết kế. Cho nên là gì ạ? Là hầu hết những cái khách hàng mà Huy làm thì đều là gì ạ? Đều là thông qua là những cái anh chị em kiến trúc sư hết. Anh chị em kiến trúc sư họ gửi cho mình, sau đó là mình làm việc. Đó, cho nên là mình cũng rất là hiểu cái công việc của anh chị em kiến trúc. Đó. Thế thì ở đây mình nói ví dụ là cái việc kiến trúc sư là mình lên ý tưởng. Đấy, sau đó mình chốt ý tưởng. Mình chốt ý tưởng xong bắt đầu mình mới đưa thiết kế. Thì anh chị em tưởng tượng là gì ạ? Là thời gian để mà mình tiết kiệm được, thay vì là mất 1 tuần trao đổi qua lại, mất 1 tháng trao đổi qua lại, thì ở đây mất là gì ạ? Mất vài phút. Mất vài phút mình đưa ra 10 concept ý tưởng khác nhau. Có hồng bên này, có giường tầng, có giường ngang, được chưa ạ? Thế là gì ạ? Khách hàng họ phê luôn, họ bảo được, good good, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng Midjourney, chứ không phải là mình sử dụng cái đó để mà thiết kế ra một cái bản vẽ công trình không có nhé. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay là kiến trúc sư, comment là gì ạ? Là tôi Huy làm quen thế nào. Đấy. Huy chơi đội kiến trúc sư rất là nhiều luôn. Có anh chị em là kiến trúc sư ở trong này không? Hello. Không có à? À, kỹ sư quản lý mấy ông kiến trúc hay quá. Rồi, kỹ sư thì kiểu Huy cũng là kỹ sư đấy. Kỹ sư bách khoa. Rồi, như vậy là trong Zoom này không không kiến trúc sư à? Ok. Thế thì mình sẽ không lấy ví dụ kiến trúc sư nữa nhỉ. Mình không, và cũng không đào tạo về cái chủ đề mà vẽ kiến trúc nội thất nữa. Đúng không ạ? Không có ông nào kiến trúc sư thì thôi, mình sẽ không không hướng về cái mảng đấy nữa, mình hướng cái mảng khác. Vẽ truyện tranh chẳng hạn. Đấy. Có mỗi một cô nhàn lê ra thì. Rồi, truyện tranh thì tí nữa nhá, sẽ có. Đấy, hôm nay là cái buổi gọi là cơ bản đã. Anh chị em đi từ cơ bản. Đây, Huy hỏi anh chị em tí nhá. Đó là anh chị em muốn đi nâng cao luôn hay là đi từ cơ bản đến nâng cao? Có hai cách. Cách thứ nhất đấy là gì ạ? Bục phát vào thẳng câu lệnh gọi là cao cấp luôn. Anh chị em vẽ luôn bức tranh, Huy cho câu lệnh anh chị em vào nhập vào phát là ra bức tranh đẹp mỹ mãn luôn. Cách thứ hai đấy là đi từ cơ bản nhất. Kinh doanh học cái này được không? Không phải là được mà quá được. Kinh doanh là phải học. Anh chị em kinh doanh nhé. Này, anh chị em kinh doanh thì anh chị em có cần phải xây dựng thương hiệu không? Có cần phải đăng bài Facebook không? Đấy. Có cần phải gì ạ? Có cần phải tạo ra những cái thư chúc mừng, những cái thiệp mời, rồi những cái ebook để mà xây dựng thương hiệu cá nhân của mình không? Cực kỳ nhiều ứng dụng cho kinh doanh anh chị em ạ. Kinh doanh là cần phải học. Huy kinh doanh mà, Huy kinh doanh mà. Huy kinh doanh, ví dụ như là 8 tháng 3 vừa rồi chẳng hạn, thì Huy làm cái bức tranh hoa hồng màu xanh rất đẹp. Sau đó là gì ạ? Mình gửi đi, sau mình nói là gì ạ? Bức tranh này làm bởi AI. Thế là mọi người rất là quan tâm, bởi vì sao ạ? Bây giờ mọi người đang quan tâm về AI. Cứ cái gì nhắc đến AI phát là mọi người cũng là gì ạ? Người ta cũng để ý, người ta tò mò. Hơn nữa nó là cái bức tranh nó rất là độc, rất là lạ. Người ta chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Cho nên là gì ạ? Cho nên người ta mới chú ý. Chứ bây giờ anh chị em lên mạng copy mấy cái ảnh 8 tháng 3 trên mạng ấy thì làm sao ạ? Người ta không ai để ý hết. Đúng chưa? Bây giờ mình làm kinh doanh thì mình đã học, đã hôm trước đã đọc cái bài, cái gì ạ? Cái cuốn sách gì ạ? À, con bò màu tím chưa? Cái gì đấy? Con bò tím ấy. Cái câu chuyện marketing con bò tím anh chị em nghe bao giờ chưa? Tức là gì ạ? Mình phải làm sao để mình trở nên độc đáo, khác biệt so với phần lớn những người kinh doanh cùng ngành với mình. Thì đây nó là một công cụ cực kỳ mạnh để mà mình tạo ra sự khác biệt trong các cái ấn phẩm truyền thông của mình. Ok nha. Rồi, có bạn Phương là thích chơi hẳn nâng cao luôn này. Rồi. Này, học nâng cao thì nó có cái hay ấy, là mình sướng, tức là mình có cảm xúc, mình tạo ra tác phẩm nghệ thuật ngay. Nhưng mà bảo mình
làm ra một cái vẽ theo cái ý đồ như này thì mình chịu, mình không làm được. Nó kiểu gọi là học vẹt đấy anh chị em ạ. Giống như ngày xưa khi học học đàn guitar, anh chị em biết sinh viên học đàn guitar là không có học nốt nào hết, không có gì đồ re mi fa son nào hết, là bấm vào đây nhá, xong rồi gảy cái này nhá, lên cái tiếng này nhá, xong bấm vào đây nhá, gảy cái tiếng này nhá, nó lên cái tiếng này nhá. Thế cứ bấm gảy bấm gảy bấm gảy xong nó cũng thành bài anh chị em ạ. Nhưng biết mỗi bài đấy thôi, bảo bạn bài khác là không biết, đúng không ạ? Đấy là học vẹt đấy, học nâng cao là học gọi là học mất gốc ấy, là chỉ biết đúng bài đấy thôi. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi để lại mình tôi đấy, kiểu kiểu vậy anh em ạ. Đấy, đấy, chỉ biết mỗi bài đấy thôi, chẳng biết bài gì, học bài Roman đấy, Roman đấy. À, thế còn anh chị em học từ cơ bản thì nó sẽ hơi khô khan một tí, nó hơi chậm một tí. À, đồ re mi, nhấn nút đồ này, đồ đồ re 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 mi 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 đấy. Nhưng mà chính những cái đồ re mi đấy nó mới tạo ra vô vàn nhiều cái bài hát đấy, và mình sẽ tự chủ, mình sẽ nhìn cái bản nhạc mình có thể đánh được cái ra được cái giai điệu của mình được chưa ạ? Đấy, và mình từ đấy mình phát triển lên nữa. Nó giống như cái móng ấy, cái móng nó càng chắc thì mình càng phát triển lên, đúng không ạ? Thế còn ok, thì theo như thống kê ở đây nhá, theo như thống kê ở đây thì hầu hết anh chị em đều thích học từ cơ bản để nâng cao, đúng không ạ? Nãy vừa trả lời các bạn rồi, áp dụng áo thun được không? Xin lỗi, áo thun thì quá dễ, quá easy rồi. Áo thun chỉ cần được cái hình đẹp đẹp trong đầu mình đẩy lên là được. Đẩy lên ST rồi đẩy lên các cái phần mềm mà nó POD ấy. Áo thun thì thực tế là không có gì để dạy chị em. Bởi vì anh chị em nào làm áo thun thì nhìn thấy Midjourney hoặc là nhìn thấy những con AI này phát là biết ngay cách làm. Chưa biết gì về áo thun thì thôi được rồi, lúc nào sẽ dạy về cách kiếm tiền cùng Midjourney và áo thun. Đúng không ạ? Anh chị em biết cái nền tảng POD chưa? Print on demand ấy, tức là gì ạ? Là mình không cần phải mình bán áo thun nhưng mình không cần phải sản xuất áo thun. Mình chỉ cần thiết kế một cái logo, một cái hình ảnh thật là đẹp, xong mình gì ạ? Đưa nó vào trong cái áo mẫu ấy, áo áo design, áo thiết kế ấy. Đấy, xong mình đẩy lên trên mạng. Khi có khách mua ấy thì cái website đấy nó sẽ làm cái việc đó là gì ạ? Nó sẽ làm cho cái áo cũng giống như cái hình đấy. Nó làm tất cả mọi việc, xong nó bán cho khách. Mình chỉ là gì ạ? Ăn cái tiền thiết kế thôi, đúng không? Mình ăn cái tiền thiết kế thôi, nó cũng được mấy chục phần trăm đấy ạ. Và rất nhiều người kiếm tiền rất tốt từ cái nghề áo thun, và đặc biệt khi mà có Midjourney ra nữa thì họ càng kiếm ác. Đúng rồi, khó là ý tưởng hay không thì nó lại phải do gì ạ? Do tư duy của mình quyết định, do tư duy của mình quyết định chứ không phải là công cụ anh chị em nhé. Đấy, tư duy của mình mới là cái thứ quyết định, là ý tưởng của mình. Ví dụ như là cái áo thun, nó thêm 2 phút nữa về áo thun đây nhé. Ví dụ như áo thun mà mình cứ thiết kế ra thì nó không mua, không ai mua hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi ngày nó có hàng nghìn, hàng trăm nghìn cái ý tưởng áo thun khác nhau ra đời. Nhưng mà gì ạ? Tại sao họ lại mua? Họ mua bởi vì họ có một cái liên hệ nào đó. Đấy. Ví dụ như World Cup chẳng hạn. Khi mà World Cup thì tất cả những ý tưởng liên quan đến World Cup, liên quan đến Messi, liên quan đến Ronaldo, liên quan đến những cái đội bóng mà họ đang cổ vũ ấy, thì nó được mua rất nhiều. Kiểu kiểu vậy. Hoặc là những cái đội nhóm ấy, có đội nhóm là gì ạ? Mô tô này, đội nhóm câu cá này, đấy, hoặc là đội nhóm ăn chơi này. Thì có những cái đội nhóm nó chỉ vài trăm người, vài nghìn người thôi. Nhưng mà gì ạ? Họ mua làm đồng phục. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Đấy, tức là mình phải có tư duy đấy. Nha. Ok, thì cái này là mình không đi sâu quá về cái lan man này. Cái này nó sẽ vào một cái buổi khác, nó sẽ có một cái mảng đấy là gì ạ? Kiếm tiền cùng với cả cả AI nhá. Đăng ký khóa áo thun Midjourney. Cái này là có ở trong cái khóa tiếp theo nhé. Cái khóa tiếp theo là khóa kiếm tiền nhé. Đấy. Ok ạ. Còn khóa này là khóa cơ bản nhất anh chị em nhé. Rồi, như vậy là thể theo yêu cầu của phần lớn anh chị em là Huy sẽ dạy từ cơ bản đến nâng cao. Và đây cũng là cái mà Huy nghĩ rằng là anh chị em nên đi. Nếu mà thực sự anh chị em muốn làm chủ nó, muốn làm chủ nó thì phải đi học từ cơ bản nâng cao. Được chưa? Và Huy tin rằng ở Việt Nam hiện nay, Huy là người đầu tiên và duy nhất dạy anh chị em
Midjourney từ cơ bản để nâng cao, khẳng định với anh chị em luôn. Rồi, chúng ta tìm hiểu về 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 Midjourney từ cơ bản để nâng cao thì anh chị em phải biết rằng là gì ạ? Là chúng ta có những phiên bản nào? Theo anh chị em là hiện nay có bao nhiêu phiên bản Midjourney ạ? Có bao nhiêu phiên bản? Anh chị em nào mà đã biết rồi, gọi là thích học nâng cao rồi thì chắc biết cái này. Có bao nhiêu phiên bản Midjourney hiện tại? Có bao nhiêu phiên bản ạ? Còn không biết phiên bản là gì đúng không? Các version ấy. Bởi vì khi mà cái công ty là nó phát triển từ đầu năm 2022 và nó liên tục nó tạo tạo ra những phiên bản mới tầm 8 à, rồi như vậy là có một người biết là có tầm 8 phiên bản, còn những người khác là không biết đúng không? Anh chị em không biết comment số 0 phát là cho nó luyện cơ tay này, không lại đi ngủ mất. Không biết thì comment mạnh dạn không biết đấy, để Huy biết được là gì ạ, là trình độ mức độ anh chị em đang ở đâu. Đấy. Đấy, kể cả anh chị em mà đang gọi là muốn học nâng cao thì cũng không biết điều này. Và không biết điều này thì đến lúc anh chị em học có nâng cao thì cũng không hiểu gì cả. Nhá. Rồi, hiện tại là ở Việt ở trên Midjourney ấy, là tổng cộng là có 7 cái phiên bản khác nhau. Đấy ạ, 7 phiên bản khác nhau. À, anh chị em có thể xem ở đây. Đây. Chúng ta vào cái lệnh setting nhé. Anh chị em nhấn chữ S này, sược S này, nó vào cái lệnh setting này. Đấy. Vào lệnh setting này thì anh chị enter này. Thì nó sẽ ra một loạt những cái biến thể ở đây đúng không ạ? Cái biến thể ở đây, những cái setting ở đây đúng không ạ? Thì anh chị em nhìn thấy này, Midjourney version 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, Mizi này, để đây là gì ạ? Là 5 cái version này, được chưa ạ? 5 cái version chính của Midjourney ở hiện tại này, được chưa ạ? Tiếp theo cái hai cái version nữa, đấy là hai version đang test Midjourney test và Midjourney test photo. Được chưa ạ? Như vậy là tổng số phiên bản của Midjourney hiện tại là gì ạ? 7 phiên tạo, 7 phiên bản anh chị em nhé, 7 phiên bản đó. Đấy, đầu tiên là nói về phiên bản là gì ạ? Midjourney có 7 phiên bản khác nhau, và phiên bản mà chúng ta đang sử dụng hiện tại mặc định đó là phiên bản số 4. Trong phiên bản số 4 nó lại có các cái phiên bản nhỏ khác nữa đấy, được chưa ạ? Rồi, hiện tại thì chúng ta đang ở cái phiên bản số 4 nhé. Đó. Thì trong cái phiên bản 4 ấy, thì nó lại có ba cái phiên bản nhỏ hơn. Đấy là phiên bản 4A, 4B và 4C. Và cái phiên bản mặc định của mình ấy, nó là phiên bản 4C anh chị em nhé. Phiên bản mặc định mà mình đang sử dụng hiện tại là phiên bản 4C. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi cái phiên bản này của mình bằng cách là gì ạ? Câu lệnh style, gạch gạch style, xong ghi vào đấy là 4A, 4B, 4C. Thực ra thì Huy thấy là bốn cái phiên bản này thì nó không khác gì nhau mấy. À, ở đây ví dụ như là phiên bản 4A đây. Phiên bản 4A thì nó như này. Đấy, được chưa ạ? Thế còn phiên bản 4B thì nó sắc nét hơn một chút. Đó, nó sắc nét hơn một chút. Cái màu sắc nó cũng gọn hơn một chút. Đó. Còn phiên bản 4C ấy, thì nó mang tính chất nghệ thuật, mang tính chất là gì ạ? Rõ ràng hơn. Đấy, cái đường nét nó cũng tinh tế hơn. Đấy, cho nên là gì ạ? Hình cái phiên bản 4C đang là phiên bản cao cấp nhất và đang sử dụng một cách mặc định. Được chưa ạ? Đấy. Hoặc anh chị em này để ý này, ví dụ như là phiên bản 4B nhá. 4B là phiên bản gọi là đấy, cái hình ảnh cái con cá như này nhá. Đấy. Thế 4 à, 4A nhá, đây là 4A này. Được chưa ạ? Đến phiên bản 4B thì anh chị em thấy những cái con cá này làm sao ạ? Nó sắc nét hơn, nó rõ ràng hơn và nó tạo các hình khối rõ ràng hơn. Anh chị em để ý không ạ? Đấy, cái này nhìn cho nó cứ loá thôi đúng không ạ? Nhưng mà ở đây anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Và phiên bản 4C thì anh chị em sẽ thấy sao ạ? Nó đẹp hơn, nó nét hơn, nó chi tiết hơn, nó cẩn thận hơn và nó logic hơn.
Được chưa ạ? Ừ, đấy là sự khác biệt của các cái mô hình khác nhau. Anh nhớ nhá. Rồi, tại sao mình cần phải biết cái này? Tại sao mình cần phải học cái này ạ? Bởi vì khi mình biết, mình học những cái này thì làm sao ạ? Thì mình sẽ biết cách để đưa những cái tham số vào và mình hình dung ra được cái đầu ra của mình là gì. Đưa tham số gì thì mình phải biết được à, đưa tham số đấy nó có tác dụng gì. Và nếu mà anh chị em học kiểu học ngọn ấy thì mình làm sao ạ? Mình sẽ phải test rất là nhiều luôn, mình sẽ mất vô cùng nhiều thời gian, mà Huy đã làm cái việc đấy. Tức là gì ạ? Mình học bằng cách là gì ạ? Mình học học lỏm của những cái câu lệnh của người khác ấy. Thế là mỗi một câu lệnh nó có một cái từ khóa, và khi mà học từ cái từ khóa đấy thì nó sao ạ? Nó rất là nhanh, mình copy phát là ra của mình ngay. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà không nhớ gì cả, quên hết. Học xong quên hết, học đến đâu quên đấy. Đúng không ạ? Bởi vì mình không hiểu. Đấy. Đấy, không có sự thống kê cho nên không hiểu. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có một số cái phiên bản trước đây. Thì để mà chúng ta có những cái phiên bản này thì chúng ta nhấn vào cái chữ setting như vừa rồi hướng dẫn đấy, đúng không ạ? Đấy. Và với như cái phiên bản đây, đó là phiên bản số 3. Phiên bản này thì được mặc định, được Midjourney mặc định từ ngày tháng 7 cho đến tháng 11 năm 2022. Và từ tháng 11 năm 2022 đến nay thì là gì ạ? Họ đã trải qua 3 phiên bản V4, 4A, 4B và 4C rồi. Và càng ngày anh chị em sử dụng Midjourney, anh chị em càng cảm thấy là gì ạ? Nó càng ngày nó càng đẹp hơn, càng ngày nó càng nét hơn. Bởi vì liên tục các phiên bản mới nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ được tiếp tục cập nhật cho anh chị em. Đó. Rồi anh chị em có phiên bản test ấy. Phiên bản test chính là cái phiên bản mà họ đang chuẩn bị cập nhật tới thế. Đấy. Đây là phiên bản số 2. Anh chị em thấy phiên bản số 2 thì làm sao ạ? Nó khá là đơn sơ đúng không ạ? Nó khá là đơn giản đúng không ạ? Đấy, phiên bản số 3 thì nó đã nét hơn rồi đúng không ạ? Đấy, nó đã nhiều cái màu sắc hơn, nhiều cái chi tiết hơn. Còn phiên bản số 1 anh chị em thấy không ạ? Nó chỉ là những cái mảng màu nó hơi gọi là nó không có logic gì cả. Đấy, được chưa ạ? Rồi. Ngoài ra còn có một cái phiên bản nữa là phiên bản HD. Phiên bản này là phiên bản với độ nét cao nhưng chi tiết thì cũng chưa hẳn là chi tiết. Đó. Đúng không ạ? Và phiên bản này thì sớm sẽ bị loại bỏ thôi, cho nên là mình cũng không cần sử dụng phiên bản này. Rồi, có một phiên bản nữa, đấy là phiên bản Nizi. Thì cái phiên bản Nizi này là gì? Phiên bản Nizi này được hợp tác giữa Midjourney và một cái công ty nó tên là Cerebrus. Cerebrus nó là một cái công ty về game. Đấy. Đúng không ạ? Và nó tạo ra cái game này. Đấy, nó game của Nhật Bản anh chị em nhé. Đấy. Và nó tạo ra cái game mà mình có thể là gì ạ? Mình có thể ghép hai cái nhân vật vào với nhau, hai nhân vật mình ghép với nhau để tạo ra cái nhân vật số 3. Đấy. Thì nó cũng là cái game rất là hay. Đấy, game hoạt hình rất là hay anh chị em. Đấy. Ok nhá. Đấy, Huy cũng đang trải nghiệm cái game này. Rồi. Thế thì Midjourney kết hợp với Niji để tạo ra một cái phiên bản dành riêng cho game, và game này là game hoạt họa anime ấy. Game anime ấy, được chưa ạ? Đấy, thì nó chuyên về những cái hình ảnh, những cái bức tranh nó mang hơi hướng về gì ạ? Về anime, về hoạt họa, hoạt hình. Ok không ạ? Nhá. Đó. Rồi, đây khi mà những cái nét vẽ mang tính chất Niji thì nó sẽ mang hơi hướng là nghệ thuật. Đấy. Đây là V4 này. V4 thì anh chị em thấy nó rất là thật, nó rất là fantasy, nó rất là đẹp một cách siêu thực đúng không ạ? Nhưng ở đây thì nó mang tính chất là những cái bức tranh vẽ kiểu hoạt họa. Đó. Rồi. Để mà thêm cái gọi cái lệnh Niji này ra thì có hai cách. Cái thứ nhất là mình vào setting mình gọi là cho nó setup ngay từ đầu mặc định. Cái thứ hai nữa, mình cho cái chữ là sược gạch gạch Niji vào cuối của câu lệnh của mình. Đấy ạ, vào cuối câu lệnh của mình thì nó sẽ mặc định, nó sẽ ghi đè lên là tôi muốn vẽ vẽ tranh với phong cách của Niji, với phiên bản Niji. Dạ. Ngoài ra thì có hai cái phiên bản nữa, đây là cái phiên bản thử nghiệm. Thử nghiệm thì phiên bản thử nghiệm này là phiên bản đang tạm thời để thử. Nói chung là khi mà công ty họ đưa ra cái ý tưởng gì hoặc là có thêm một cái gì đó ấy, thì họ cứ đưa vào đây thôi, họ thử thôi và họ cho người dùng test. Bởi vì sao? Chính người dùng là những người đang đang giúp họ thử nghiệm.
chứ còn họ mà ngồi họ nghĩ ra thì họ không thể nghĩ ra được, rất nhiều câu lệnh họ không nghĩ ra được, và có những thể có những cái lỗi mà họ không phát hiện ra. Cho nên là gì ạ, cho nên cái máy chủ test này cũng là cái rất hay. Và anh chị em lưu ý này, tất cả các bức tranh của mình thì đều được gửi, tất cả các bức tranh và những câu lệnh của mình đều tự động gửi đến gì ạ, đến database của Midjourney. Cho nên là chúng ta tránh những cái gì đó mang tính chất quá riêng tư. À, rồi chúng ta tưởng tượng như là tất cả bức tranh của chúng ta đều đang được theo dõi, tất cả các cái thao tác của chúng ta đều đang được theo dõi, đang được quan sát. Vì vậy là dạ, tránh những thứ mang tính chất riêng tư, những cái từ khóa hoặc là những cái hình ảnh vi phạm nguyên tắc cộng đồng, ví dụ mang tính chất bạo lực, hoặc là dạ, nude, ví dụ như là underwear, những bikini, rồi sexy, rồi các những cái liên quan đến giới tính cá nhân. Là không được phép anh chị em nhé, nó chặn luôn, nó không cho mình làm luôn, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái phiên bản test này. Ngoài ra thì có một cái phiên bản test photo, test P tức là test photo. Đấy, thì cái phiên bản test photo thì nó lại gì ạ? Nó mang tính chất gọi là tả thực hơn, nó mang tính chất là nó giống như là một cái ảnh chụp, tức là giống cái ảnh chụp, đấy ạ. Và đây là cái bức tranh này, nó kết hợp giữa cái test test và test cộng với cả creative, cái thêm câu lệnh creative nữa là câu lệnh sáng tạo nữa. Đấy. Như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta muốn gọi câu lệnh đấy ra thì chúng ta gì ạ? Chúng ta thêm cái từ gạch gạch, ví dụ như là gạch gạch Niji hoặc gạch gạch test hoặc gạch gạch test P hoặc gạch gạch V1, gạch gạch V2, gạch gạch V3, gạch gạch V4. Đấy. Ví dụ thế. Còn nếu như mà chúng ta muốn đưa cái style style của nó là gì ạ, là gọi cái phiên bản nhỏ của phiên bản 4 ra, ví dụ như là style 4A, style 4B, style 4C. Đấy, sử dụng đây này. Đấy, ví dụ gạch gạch V1, V2, V3, V4 này. Đấy, còn riêng cái 4A, 4B, 4C thì chúng ta là style 4A, style 4B, style 4C. Phiên bản test là test này, test B này. Đấy, test với creative này. Đấy, hoặc là DG này. Và cuối cái lời nhắc của mình, cuối cái câu lệnh của mình. Được chưa ạ? Hoặc là mình sử dụng cái setting như vừa rồi hướng dẫn đó. Đó. Như vậy là chúng ta riêng cái phần phiên bản này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó có rất nhiều phiên bản khác nhau. Và về cơ bản, nếu như mà chúng ta không có nhiều những cái quá là yêu cầu cao thì chúng ta cứ để mặc định nó là phiên bản 4C anh chị em nhé. Rồi. Tiếp theo là những cái câu lệnh mà chúng ta nên biết những cơ bản nhất, những cái gọi là hướng dẫn sử dụng. Bởi vì giống như là chúng ta lên một cái xe, chúng ta học lái xe ấy, thì đầu tiên là chúng ta cũng phải học những cái cơ bản, ví dụ như là trên xe nó có cái nút gì, nút này là làm nhiệm vụ gì, nút kia làm nhiệm vụ gì, thì mình cũng nên biết, đúng không ạ? Thì ở đây khi mà chúng ta gì ạ, vẽ bức tranh thì chúng ta có bốn cái bức tranh, bao giờ cũng thế, nó ra một bộ bốn cái ý tưởng. Ý tưởng này nó sẽ sắp xếp là 1, 2, 3, 4 theo hình chữ Z này anh chị em nhé. Được chưa? Và ở đây nó có hai cái hàng là U1 đến U4 này, V1 với V4 này. Đấy, thì nó có ý nghĩa như thế nào anh chị em? Thứ nhất, chữ U này có nghĩa là upscale. Upscale tức là gì ạ? Nâng cấp hình ảnh lên để tạo cho hình ảnh có độ sắc nét cao hơn, có độ phân giải cao hơn thì gọi là upscale, được chưa ạ? Cái nút thứ hai là nút V. V có nghĩa là variation. Variation. Variation có nghĩa là tạo ra những cái biến thể của một cái bức tranh nhỏ, một bức tranh trong số 4 bức tranh này. Ví dụ như là mình thấy cái bức tranh số 2 này là mình thấy ưng ý nhất rồi. Thì mình nhấn là V2. Mình nhấn V2 thì từ cái bức tranh mà mình ưng ý này thì nó tạo ra 4 cái bức tranh khác tương tự như bức tranh số 2. Nó chỉ chỉnh sửa một chút xíu thôi. Đấy. Như vậy là gì ạ? Từ cái tranh số 2 mình tạo ra 4 phiên bản nữa và mình chọn trong đấy một phiên bản mà mình thích. Nếu mà mình vẫn chưa thích, mình lại tiếp tục tìm trong bốn bức tranh đấy cái phiên bản nào mình thấy hay nhất, mình lại nhấn tiếp tục nhấn cái variation của cái dạng của cái bức tranh đó, đúng không ạ? Thì mình lấy ví dụ nha. Ví dụ ở đây là Huy có một cái bức tranh vẽ cho cô con gái yêu cầu là gì, nàng tiên màu hồng cưỡi ngựa bay lên trời, kiểu kiểu vậy. Thế là mình cũng dạng đấy, Huy với cả con gái là cứ ngồi nghịch như này đây đó. Thế thì ở đây mình muốn thích cái bức tranh nào, mình thích cái khung hình nào nhất thì mình chọn, ví dụ ở đây là U2 ở đây chẳng hạn, thì mình nhấn V2. V2 thì
Ở đây phiên bản là có trả phí anh chị em nhé. Với phiên bản có trả phí thì khi mình nhấn V ấy, thì nó sẽ cho mình viết thêm những cái câu lệnh bổ sung đấy nhá, viết thêm những câu lệnh để bổ sung. Còn nếu như mình không trả phí ấy, thì nhấn V là nó sẽ tự động nó gửi, tức là tự động nó gì ạ, là nó gửi luôn đấy nhá. Đấy, nhấn V2 phát là tự động gửi luôn. Còn phiên bản có trả phí thì nó sẽ hỏi mình xem là mình có muốn thêm, muốn bớt cái gì không. Được chưa ạ? Đấy. Còn cái U ấy, U là gì ạ? U tức là mình upscale lên, upscale tức là làm cho tranh đấy nó có độ nét phân giải cao hơn. Cái bức tranh này ấy, thì lúc mà nó chỉ đưa ra cái ý tưởng thôi anh chị em nhé. Nó chưa độ nét, nó chưa cao. Đấy, cái độ chi tiết nó chưa chưa chi tiết. Đó. Thế là mình muốn nó chi tiết hơn thì mình nhấn là U. Ví dụ ở đây mình chọn cái U2 này. Đấy thì upscale cái ảnh số 2 này thì lúc đấy nó chỉ ra được một ảnh thôi và ảnh này nó dạng độ phân giải nó lớn hơn. Đấy chưa ạ? Thì đấy là upscale. Đấy, ở đây là mình đã xong cái phần variation này. Đấy chưa ạ? Đấy, variation này. Thì vẫn là cái từ cái bức ảnh số 2 này. Đấy chưa ạ? Và nó đã tạo ra thêm bốn cái biến thể khác nhau của cái ảnh số 2. Anh chị em thấy không ạ? Cái con ngựa nó đều một tư thế giống nhau. Nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại được thiết kế khác nhau. Đấy, cùng cái tư thế này, nó không phải bay sang bên này. Đấy, ví dụ như cái V4 này nhá. Đấy thì mình variation cái V4 này thì các bốn cái con ngựa nó sẽ quay đầu về hướng này, nó sẽ đưa cái chân như thế. Được chưa ạ? Đó. Thì anh chị em thấy không ạ? Là bốn cái con này nó có cái điểm chung về cái bố cục, về cái hình dáng, nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác. Ví dụ cánh con này thì nhiều màu sắc này, cánh con này không này. Đấy, con này thì lại có những cái hình khác này. Đấy, bờm nó cũng khác này, đuôi cũng khác này, chân nó cũng khác này. Kiểu kiểu vậy. Nhưng mà cái bố cục thì nó giống nhau. Đấy. Đấy. Và đây là cái ảnh upscale này. Đấy, như vậy là gì ạ? Vẫn là cái ảnh đấy thôi. Nhưng khi mà upscale lên thì cái gì ạ? Cái độ phân giải nó có to hơn, nó nét hơn, cái kích thước của hình ảnh nó to hơn. Rồi. Đấy, ví dụ như là Huy variation cái ảnh mà nó gì ạ? Con ngựa nó quay sang bên bên này và nó gì ạ? Hai chân nó đang co lên. Thì dạ, thì khi mà variation cái này nó cũng tương tự như vậy. Được chưa ạ? Ok nhá. Rồi. Đấy là các cái nút cơ bản nhất mà chúng ta bắt đầu nhá. Tiếp theo nữa cái nút mà gì ạ? Nút làm lại này, cái nút mà có hai cái mũi tên xoáy 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 này anh chị em nhá. Đây là nút reroll, tức là gì ạ? Là chạy lại câu lệnh, tức là mình bảo là làm chán quá, làm lại cho tao đi. Được chưa? Đấy, thế là gì ạ? Mình bảo nó làm lại thì nó làm lại. Nó giống như là cái nút regeneration ở trong ChatGPT, tức là mình bảo nó làm lại thì nó làm lại từ đầu nhá, xóa cũ đi làm lại từ đầu đấy, đi xôi. Nhưng ở đây nó không xóa cái gì hết anh chị em nhé, anh chị em làm lại cái cũ vẫn giữ, em là yên tâm. Rồi sau khi mà chúng ta gì ạ, sau khi mà chúng ta đã là upscale xong một cái hình ảnh, thì nó sẽ ra một bộ cái tùy chọn như này, đấy, nó sẽ ra một cái bộ tùy chọn như này, anh chị em để ý xem có đúng không nhá. Đấy, sau khi mà gì ạ, upscale xong một cái hình ảnh thì nó sẽ ra một bộ cái tùy chọn khác, đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, thế thì cái tùy chọn thứ nhất đấy là make variation này, nó là gì ạ? Make variation này nó là gì ạ? Là tạo ra một biến thể của hình ảnh được nâng cấp và một bộ mới gồm bốn cái tùy chọn. Tức là gì ạ? Khi đấy thì mình lại bảo nó là gì ạ? Mày làm lại cho tao bốn cái gì ạ? Bốn cái ảnh khác từ cái ảnh này. Nó sẽ giống 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 nhau như vậy. Được chưa ạ? Nó giống như thằng V ấy, nó giống như thằng V upscale xong rồi mình lại V tiếp, lại variation tiếp, được chưa ạ? Thì mình lại nhấn vào đây. Cái thứ hai nữa là like upscale redo. Tức là nó có mấy cái loại upscale khác nhau, được chưa ạ? Chút nữa mình sẽ tìm hiểu các loại upscale. Đấy, hoặc là beta upscale redo. Thì ở đây là gì ạ? Ở đây Huy đã sử dụng là beta upscale rồi. Đấy, trong cái câu lệnh này này, anh chị em để ý này, có cái chữ là up beta này. Thì khi upscale ấy, nó sẽ up theo cái phong cách là beta. Được chưa ạ? Nhưng mà mình có thể upscale theo cái hai cái loại khác, ví dụ như là light upscale. Light upscale tức là upscale một cách nhẹ nhàng. Light ở đây nó không có nghĩa là ánh sáng, mà ở đây tức là nhẹ thôi. Upscale nhẹ thôi. Đấy. Thì beta upscale ấy, thì nó sẽ là nâng cấp, tăng cái độ phân giải lên và gần như không chỉnh sửa gì ảnh hết.
Tức là ảnh như nào thì nó cứ thế nó nâng lên thôi. Còn Light Upscale thì nó sẽ upscale cách nhẹ nhàng, nó sẽ không thêm các cái chi tiết, đúng không ạ? Và cái nó sẽ bóng, tức là nó sẽ hơi hơi bóng bẩy một chút, tức là nó làm mịn, nó làm mịn hơn. Đấy, cái ảnh mà sau khi upscale ấy thì redo, tức là mình làm lại, mình upscale lại dựa trên cái chức năng light upscale. Đấy ạ. Ngoài ra thì có một cái upscale khác nữa, đấy là detail, thì nó sẽ cho mình những cái chi tiết, nhiều chi tiết hơn. Đấy ạ. Nó cho mình nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như là Huy thử nha, make variation này. Đấy. Light upscale một cái này, detail upscale một cái này. Như vậy là mình thử một lúc ba lệnh luôn và nó tối đa nó cho mình ba lệnh chạy cùng lúc anh chị em nhé. Tiếp theo nữa là cái nút là remaster này. Nút remaster này nó giống như là cái nút làm lại ấy. Đấy. Được chưa? Nút remaster nó giống như nút mình làm lại, sửa lại. Được chưa? Đấy. Đó, cái nút này là nút mình làm lại cái bức tranh này. Đó, remaster. Đây web, tức là mình sẽ mở trên web. Ngoài ra thì mình sẽ đánh giá các bức ảnh này. Ví dụ mà bức ảnh này tệ quá, mặc dù mình tạo ra thật đấy, nhưng mà nó tệ quá, nó xấu không đẹp. Thế mình nhấn vào cái icon này, được chưa? Mình nhấn icon mình gửi đi, được chưa? Và có một cái rất là hay như này. Nếu như mà bức tranh của bạn nhé, bạn biết là tất cả bức tranh kể cả mình làm ở trên máy chủ riêng nhé, mình làm ở trên máy chủ riêng nhé, thì làm thế nào để có máy chủ riêng thì Huy đã có video hướng dẫn rồi, anh chị em vào nhóm là anh chị em xem nhé, thì Huy không không viết lại nữa. Cách tạo tài khoản này, rồi cách tạo máy chủ riêng để không không chung với ai. Anh chị em thấy ở trên mạng họ thường là gì ạ, hướng dẫn mọi người vào cái kênh New Buy như này này, đúng không ạ? Vào kênh New Buy như này thì lúc đấy mình vào đây mình gõ thì sao ạ, nó chạy lung tung hết cả và mình sẽ không thể nào mà gì ạ, không thể nào tìm được ảnh của mình. Tuy nhiên giai đoạn đầu anh chị em vẫn nên tham gia vào kênh New Buy này để làm gì ạ, để tìm ra rất nhiều những cái bức ảnh đẹp để làm gì ạ, để copy về nghịch cho vui, đúng không? Đấy, thời gian đầu cứ nghịch cho vui giống như Huy ạ. Lúc đầu là cứ gì ạ? Cứ vào đây thấy cái thằng nào mà có câu lệnh hay là mình copy xong mình tự vẽ xem là gì ạ? Xem nó ra như nào. Được chưa ạ? Ừ. Tuy nhiên mình vẽ ở đây xong rồi mình lướt lướt mình chờ một lúc sau là không thể nào tìm được cái ảnh cũ của mình thì nó cũng là một cái rất là bất tiện khi mà mình thử nghiệm, mình cần thử nghiệm một cái số lượng lớn những bức ảnh. Đó. Thì đấy là cái mà Huy chia sẻ với anh chị em. Đó. Đây. Cái này là Huy upscale theo dạng là upscale line này, upscale line này. Thì nó sẽ khác một chút so với cái thằng kia. Đúng không ạ? Nó nhẹ hơn, nó không có quá là sắc nét. Còn upscale mà gì ạ? Mà dạng mà chi tiết ấy thì anh chị em thấy không? Nó rất là gì ạ? Nó rất chi tiết nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại phá vỡ cái bố cục hình ảnh. Đấy, nó lại phá vỡ những hình ảnh nhưng mà nó lại về chi tiết thì nó lại rất chi tiết, nó lại chi tiết hơn cái thằng Line này. Đấy, thì mỗi một cái thằng upscale nó lại tạo ra một cái kết quả hình ảnh cuối cùng nó lại khác nhau, nó có thể là đúng cái thứ mình mong muốn, có thể nó không phải thứ mình mong muốn. Đó là lý do tại sao mình phải học từng cái chi tiết, từng cái nhỏ, từng cái chức năng này để làm gì ạ, để mình khi mà mình sử dụng ấy là mình biết à, bấm cái đấy thì cái kết quả ra là nó sẽ như thế nào, để mà mình hình dung ra trước. Chứ bây giờ anh chị em tưởng tượng là nó có hàng nghìn cái biến thể khác nhau, hàng nghìn cái thông số khác nhau, mà bây giờ mình thử hết 1.000 cái thì anh chị em biết là không biết đến bao giờ mới xong, đúng không ạ? Kể cả anh chị em có tài khoản unlimited giống như Huy đi thì cũng không, cũng mất thời gian, đúng không ạ? Cho nên là mình học cái này để mình biết à, nếu mà mình dùng câu lệnh này thì nó hình ảnh nó sẽ ra như nào, nếu dùng câu lệnh này thì hình ảnh nó sẽ ra sao. Ok không ạ? Nhá. Đó. Thì nó sẽ dễ hơn là mình làm nó đúng hơn, chứ mình làm nó bảo khó lắm thật. Không thể nào mà đưa ra được cái kết quả giống như mình mong muốn được. Ok không anh chị em? Nhá. Đấy. Và anh chị em nào mà muốn sử dụng cái phần gọi là Discord mà unlimited, tức là không giới hạn, không giới hạn, tức là mình dùng bao nhiêu cũng được mà lại dùng máy chủ riêng giống như Huy như này thì đơn giản lắm, liên hệ với cả Trần Phương xong đầu gì ạ,
chuyển khoản 200.000, cứ 200.000 một tháng anh chị em nhé, 200.000 một tháng. Đấy, cái phiên bản này nó là 30 đô. Cái phiên bản này là 30 đô anh chị em nhé, 30 đô và dùng không giới hạn. Và nó còn thêm một số cái tính năng nữa, chút nữa thì sẽ hướng dẫn. Ví dụ như là một số cái từ khóa mà cái thằng phiên bản miễn phí ấy, là nó bị cấm, nhưng mà phiên bản có phí thì lại được mở ra. Ví dụ phiên bản bikini chẳng hạn, phiên bản miễn phí thì bị cấm, nhưng phiên bản có phí thì lại được mở. À, thế mới hay. Ok nhá. Rồi, ngoài ra thì ví dụ như là cái phiên bản mà có phí nhá, thì anh chị em tưởng tượng này, nếu như mà phiên bản miễn phí thì chỗ này anh chị em sẽ bị khóa không thể nào xem được, nhưng mà phiên bản có phí thì anh chị em có thể bấm vào, anh chị em có thể zoom nó ra để gì ạ, xem được tranh to, thậm chí anh chị em có thể download xuống đấy, được chưa ạ, có thể download xuống. Ở đây chúng ta có mấy phần này, copy này, chúng ta có thể copy full comment này, copy câu lệnh này, hoặc là copy job ID này. Copy job ID để làm gì chút nữa Huy sẽ hướng dẫn, được chưa ạ. Full comment tức là câu lệnh một cách đầy đủ câu lệnh, nó bao gồm cả phụ gọi là hậu tố ở phía sau, tiền tố hậu tố đủ hết, được chưa ạ. Có cái câu lệnh này thì nó bao gồm cả chữ là gì ạ, set image prompt, được chưa ạ. Đấy, ngoài ra thì mình có thể gì ạ, mở trong một trang mới, hoặc là mở trong Discord, ở trong cái phần Discord mình có thể bookmark, tức là nó có thể đánh dấu, có thể follow cái người này, mình có thể follow người này, nó giống như cái mạng xã hội chia sẻ ảnh ấy, được chưa ạ. Mình có thể xếp cái image này xuống, mình có thể báo cáo là cái ảnh này nó bị vi phạm bằng cái tiêu chí cộng đồng, được chưa ạ. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Ví dụ như là cô này mà sexy quá mình có thể báo cáo kiểu kiểu thế. Đấy, còn nếu như bản miễn phí thì gì ạ, mình chỉ bấm vào đây thì mình chỉ copy được cái câu lệnh này thôi. Đấy, câu lệnh này thôi. Anh chị em để ý nhá. Đấy, cái câu lệnh này nhá. Đấy. Ở đây đi. Ở đây đi. Ví dụ như này. Miễn phí thì chúng ta có một câu lệnh như này. Nhưng mà có phí thì chúng ta gì ạ? Copy là gì ạ? Copy full comment. Thì anh chị em thấy là gì ạ? Câu lệnh nó gì ạ? Nó chi tiết hơn rất nhiều. Đấy. Copy pro. Đấy. Cái ảnh này thì nó không có cầu kỳ lắm. Ừ, để xem có ảnh nào nó mang tính chất cầu kỳ hơn. Đây. Đấy. Đấy, nếu như mà miễn phí thì mình chỉ copy được cái đoạn này thôi. Tức là mình ý đang nói là mình copy để mình học đấy. Đúng không ạ? Mình sẽ có một cái buổi bài tập đó mình học. Đấy, tuy nhiên mình khi mà mình copy full comment ấy, thì mình sẽ thấy những cái ẩn phía sau, anh chị em nhìn thấy riêng cái chỗ mà gọi là số lượng thôi là nó đã gì ạ, đã khác rồi, chưa kể những cái hậu tố ở phía sau này là mình không nhìn thấy nhá, những cái hậu tố phía sau là mình không nhìn thấy đấy. Thế để tạo cái bức ảnh đấy nó không chỉ là những cái ở bên ngoài đó, đấy là sự khác biệt của cái phiên bản có phí và phiên bản không không có phí. À, thì Huy nghĩ rằng là anh chị em nào mà muốn thử nghiệm thì nên sử dụng cái bản này. Chứ còn Huy sử dụng cái bản mà miễn phí anh chị em ạ, cứ 25 lệnh xong nó khóa rất là khó chịu, mình bao nhiêu email mình bỏ ra mình dùng hết rồi, xong cuối cùng mình điên quá mình phải mua có phí cho nó dùng cho nó sướng, có 200.000 một tháng thôi. Ok nha. Đấy, đấy là cái ví dụ nha. Rồi, chúng ta đi chi tiết hơn về các cái upscale này. Các cái upscale này thì nó sẽ có những cái liên quan đến kích thước. Ví dụ như là với phiên bản mình chỉ tập trung vào mấy phiên bản thôi. Đấy, ví dụ cái phiên bản là V4 chẳng hạn. Với phiên bản V4 thì default, tức là mặc định của nó là ở chế độ bình thường, tức là ở chế độ 4 hình ấy, thì kích thước nó sẽ là 512 x 512. Và sau khi upscale một cách mặc định lên thì nó là 1024 nhân 1024. Được chưa? Đấy, nó là mặc định ở cái V4. Và cái này thì mình chỉ còn quan tâm cái V4 thôi, mấy cái khác thì thôi mình kệ nó đi, không quan trọng lắm. Được chưa? Ví dụ như anh chị em nhé, detail upscale nó là 1024 1024, line upscale cũng là 1024, nhưng mà beta upscale là 2024 nhân 2024. Nào anh chị em này,
Nếu như mà mình không chọn là beta upscale thì nó chỉ được 1024 thôi. Tuy nhiên khi mà mình chọn gì ạ? Beta upscale thì anh chị em thấy không ạ? Nó tăng lên gấp mấy lần ạ? Gấp đôi. Mỗi một kích thước tăng lên gấp đôi như vậy là bức ảnh của chúng ta ấy, là cái kích thước của bức ảnh chúng ta là tăng lên gấp mấy ạ? Tăng gấp 4 lần. Đang 1 nhân 1.000 nhân 1.000 sẽ thành 2.000 nhân 2.000 đúng không? 2.000 nhân 2.000 nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là 4 triệu. 40 triệu, 4 triệu đúng không ạ? Đấy. Ok nhé. Rồi. À, một số cái ví dụ về line, về upscale này. Ví dụ như upscale theo cái line này nhé. Đấy, line upscale nhá. Đấy, mình ghi là upline, gạch gạch upline thì nó sẽ diện, nó sẽ cho mình ra cái upscale sẽ dạng line. Thì dạng line tức là dạng nhẹ nhá. Line nó là nhẹ nhẹ nhàng, nó không phải ánh sáng đâu, nó nhẹ nhàng. Đấy, tức là gì ạ? Nó upscale rất là nhẹ nhàng, nó không có thêm quá nhiều chi tiết, được chưa ạ? Đó. Rồi. À, những cái upscale mà light ấy, thì nó nên nên nó sẽ hơi làm mờ đi một chút. Nên những cái hình ảnh nào nó không quá nhiều chi tiết và nó có những cái mặt phẳng, mặt bóng ấy. À, ví dụ như áo giáp này hoặc mặt bàn này. Đấy thì những cái mặt phẳng, mặt bóng ấy thì chúng ta sử dụng light upscale nó cũng rất là hay. Nó sẽ cho một cái hình ảnh nó mịn hơn. Detail upscale thì anh chị em thấy là gì ạ? Là đây cái trán của con này nó phẳng như này nhá, nó phẳng như này nhá. Khi mà light upscale thì nó vẫn phẳng như thế. Anh chị em thấy không ạ? Nhìn cái trán, cái mỏ này. Đấy, cái mắt này nó bóng như này này. Đấy, light upscale nhìn thấy nó bóng hơn, nó bóng bẩy hơn, nó mịn hơn. Nhưng mà thằng detail upscale thì sao ạ? Nó nhăn nhúm rồi là nó có những cái vết bẩn rồi là nó có những cái rất là đấy, nó thêm những cái chi tiết mà chi tiết này nhiều khi nó cũng chẳng cần thiết nhưng mà nó thêm vào đấy, ví dụ cái áo này đấy, cái áo giáp này phẳng này nhìn trông là đẹp rồi nhưng mà đây là gì ạ, nó lại rỗ, nó lại kiểu như là nó trải qua cái gọi là thời gian ấy, nó giống như là con vịt thật và nó đã trải qua một cái giai đoạn lịch sử thời gian nào đó kiểu kiểu như vậy, nó không phải là hình nữa mà nó là bức ảnh. Đó. Tuy nhiên thì nó sắp xếp nhiều chỗ nó cũng không được logic cho lắm. Đó. Rồi. À, đấy, anh chị em thấy là cái này nó cũng thế, nó đưa vào những cái chi tiết nhưng mà nhiều khi nó phá vỡ đi cái logic. Đó. Beta upscale thì anh chị em thấy là gì ạ? Beta upscale thì nó không mịn như light upscale. Đó. Nó không làm mịn mà nó giữ nguyên cái hình ảnh gốc, sau đó nó chỉ nâng cấp cái gì ạ? Nâng cấp cái kích thước thôi, làm kích thước ảnh to lên thôi, nó gọi là phóng to thôi. Beta upscale nó chỉ phóng to thôi, nó không làm mịn. Light upscale nó làm mịn nhá. Đấy, còn nếu như mà up mà anim up up anim tức là gì ạ? Kiểu Niji á, upscale phiên bản mặc định của Niji á, đấy, Niji nó có cái upscale riêng của nó thì nó lên được 1024 thôi và gì ạ? Và nó cũng giữ nguyên bởi vì nó mặc định của Niji rồi đấy, nó giữ hầu hết nó giữ nguyên đó. Còn remaster là tùy chọn bổ sung để gì ạ? Để làm lại cái hình ảnh đó đấy, nó giống như là nút quay vòng ấy, nút reroll ấy. Đấy, reroll hay remaster hay remix nó cũng kiểu kiểu giống nhau đấy nhá. Rồi. Cách mình chuyển đổi các cái bộ upscale của mình thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là vào cái lệnh setting, vào setting xong rồi mình chọn trong cái lệnh này nó có cái nào thì mình nhấn vào thì đấy là gì ạ, mình đặt mặc định. Cái thứ hai nữa là mình đưa vào cái đoạn cuối của cái phần phần đấy á. Đấy, mình đưa vào đoạn cuối của câu lệnh, ví dụ ở đây này mình đưa câu lệnh như là up beta này đấy thì là gì ạ, nó mặc định nó upscale lên cái phiên bản là 2024 nhân 2024. Đó. Còn nếu như mà mình để mặc định thì nó sẽ đây, mình mở setting ra mình chọn. Ở đây ví dụ mình chọn đây là beta upscale thì nó sẽ tự động. Nó lên là beta. Còn nếu không thì là gì ạ? Nó sẽ làm mặc định là regular upscale tức là upscale bình thường. Upscale bình thường nó chỉ lên 1024 thôi anh chị ạ. Còn beta upscale nó lên 2024 2048. Đó. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Đấy là phần upscale nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta đến với những cái câu lệnh.
trong Midjourney. Đấy, thì đầu tiên đó là chúng ta cái câu lệnh ấy nhá. Cái câu lệnh này thì nó có hai cái dạng, một cái là các cái lệnh, ví dụ image chẳng hạn, sược image nó là một câu lệnh anh chị em nhé, một sược image nó là một lệnh đó. Và cái lệnh này ấy, thì nó khác với câu lệnh sau này mình sẽ nói là cái prompt nó khác nhé. Còn câu lệnh này ở trong trong Discord ấy, để mình set up setting này trong Discord thì có một số câu lệnh anh chị em cũng thể là gì ạ, là sử dụng. Ví dụ như là anh chị em khi mà vào đây nhé, anh chị em chỉ đến sược một phát này, anh chị em thấy là có rất nhiều câu lệnh này đúng không ạ? Thế câu lệnh nó là gì, câu lệnh này nó có nghĩa là gì đấy? Mới cái sược này, relax này là cái gì, setting là gì, prefer này là gì, invite là gì, inform là gì. Đây mình dùng mỗi cái câu lệnh image prompt này thôi đúng không? Còn những câu lệnh khác có nghĩa là gì đấy, thì ở đây mình sẽ đi qua rất là nhanh cái phần này đúng không ạ, để anh chị em chúng ta có thể sử dụng nó một cách thành thạo. Thứ nhất là câu lệnh ask. Câu lệnh ask tức là gì ạ? Mình hỏi nó là nó trả lời. Nói chung là mình hỏi cái gì nó trả lời cái đấy, tất nhiên trong cái cơ sở dữ liệu của nó. Thứ hai là cái lệnh pen. Lệnh pen là lệnh trộn hai cái hình ảnh với nhau, thì mình sẽ đi đi đến cái lệnh pen sau, mình sẽ quay trở lại với lệnh pen này sau. Nó giống như lệnh image ấy, nhưng mà nó sẽ trộn hai hình ảnh với nhau, ghép hai hình ảnh với nhau thành một cái hình ảnh. Ví dụ như hình ảnh cô gái với mặt trăng thì thành cô gái ngắm trăng, kiểu kiểu vậy. Rồi daily theme thì đây là cái để chuyển đổi cái theme hay là cái màu sắc của cái kênh ấy. Fast tức là chuyển đổi sang chế độ nhanh. Đấy. Help là cái lệnh mà nó sẽ hiển thị thông tin cơ bản hữu ích cho mình về Midjourney. Đấy nhỉ? Image đây là cái lệnh mà mình dùng nhiều nhất, đó là tạo ra hình ảnh bằng các cái dạng bằng các cái text bằng chữ. Info thì mình có thể nhập vào để mình biết được cái info cái tài khoản của mình, xem mình còn thừa bao nhiêu thời gian nữa. Đấy, hoặc là mình còn bao nhiêu cái credit, bởi vì phiên bản miễn phí là cái tài khoản miễn phí ấy, là mình được có 25 cái credit thôi. Đấy, tức là 25 credit thì tương đương với khoảng 25 cái câu lệnh. Mỗi lần mình câu lệnh, nó không phải hình ảnh nhé, nó là câu lệnh. Rồi, cái câu lệnh steal này cái là chế độ gọi là chế độ ẩn danh. Đấy, với chế độ ẩn danh này thì cái hình của mình ấy nó không được public ra ngoài, nó không được cho mọi người, nói chung không ai nhìn thấy hết. Đó. Và chế độ steal này nó chỉ dành cho cái người dùng ở chế độ pro thôi. Và pro nó khoảng độ 60 đô một tháng anh em nhé, khoảng 60 đô một tháng. Còn public tức là với những người mà ở chế độ pro mà họ đang ở chế độ ẩn danh rồi thì họ có thể chuyển sang chế độ public thì để cho mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh của họ, cái hình ảnh và kết quả của họ. Subscribable tức là cái mà mình đăng ký đây, đúng không ạ? Tạo liên kết trang cá nhân cho tài khoản người dùng. Đấy. Setting thì lúc đấy Huy hướng dẫn anh em cái setting rồi, setting để vào mình sẽ cài đặt các thông số. Nhá. Ngoài ra thì có một cái câu lệnh mà anh chị em sau này cũng sẽ sử dụng nhiều, đó là prefer option. Prefer option tức là mình sẽ đặt những cái câu lệnh mặc định sẵn của mình. Đấy ạ. Ví dụ như này. Huy muốn viết một cái truyện tranh thì nó sẽ có những cái nó giống như kiểu macro ấy, trong Excel hoặc trong lập trình ấy, nó có cái macro tức là nó sẽ gói gọn này, nó sẽ tự động hóa nhanh hơn. Ví dụ như là mình viết một câu lệnh rất dài nhưng mình cứ phải copy đi copy lại rất nhiều lần ấy, thì thay vì thế thì mình đưa nó vào cái macro này hay đưa vào cái prefer này. Đấy, ví dụ như là mình sẽ là hai chấm là Alice chẳng hạn, thì cái mô tả Alice đấy như nào nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tự động mô tả, mình không cần phải viết một cái đoạn dài như này để mô tả, mà mình chỉ cần gì ạ? Hai chấm Alice một phát, thế là gì ạ, là tự động nó gọi ra cái câu lệnh kia, câu lệnh dài, tức là rút ngắn câu lệnh dài kiểu kiểu vậy. Ok không ạ? Đấy, prefer option list tức là gì ạ, là nó hiện ra những cái gì ạ, những cái câu lệnh, những cái từ khóa mà mình đã đặt trước. Đấy. Còn đây là mình set prefer option là mình set cái từ khóa ngắn cho cái từ khóa dài, cho đoạn từ khóa dài. Đấy ạ. Rồi, prefer surface tức là gì ạ? Mình chuẩn bị cái hậu tố, chỉ định cái hậu tố vào cuối mỗi một cái lời, mỗi mỗi một cái câu lệnh. Rồi show. Show ở đây là mình để show cái ID mỗi một cái công việc, mỗi một cái hình ảnh ấy, nó có một cái ID độc duy nhất, không có trùng với thằng nào hết. Và nếu như mà mình có ID đấy, ví dụ như này,
cái ID mỗi một thằng đấy nó sẽ có một cái ID job ID này đấy. Thì job ID này anh chị em, khi mà anh chị em nhìn này, nó có một cái dãy số này này đấy, đây là cái dãy số duy nhất của bức ảnh này. Và khi mà mình copy cái này xong mình sử dụng cái lệnh show thì nó gì ạ, nó sẽ cho mình cái đúng cái bức ảnh đó, job ID này, mình nhấn lấy cái job ID mình nhấn vào đây, anh chị em thấy là gì ạ, not job owner, tức là gì ạ, ở đây là mình không lấy được cái ID của thằng khác anh em nhé, đây là ID của thằng khác, mình không không có quyền sở hữu, mình không lấy được. Đấy, ví dụ như là những cái ảnh khác thì mình có thể lấy được cái job ID của nó, của cái ảnh của mình. Đấy, ví dụ ở đây khi mà mình vào cái trang của mình nhé. Đấy, ví dụ mình vào cái trang của mình này, thì trang của mình đây thì nó có cái job ID này. Đấy, mình vào trang của mình có cái job ID này, thì mình chuyển sang đây mình nhấn show này. Đấy, hoặc là một cái ảnh khác đi, ảnh này vừa mới làm xong. Ví dụ như là đấy, anh chị em thấy là Huy đang test cái việc mà xây dựng cái nhân vật cho truyện tranh này. Đấy, anh chị em thấy rằng là mình có thể tạo ra những cái nhân vật mà nó có sự nhất quán từ đầu đến cuối. Đấy, hoàn toàn khả thi nhá. Và khi mà mình có những cái nhân vật nhất quán này rồi thì mình sẽ rất là dễ trong cái việc mà mình ấy. Đó, ví dụ như là Huy lấy một cái ID nào đấy, ví dụ cái này đi. Đó, được chưa ạ? Đấy, mình copy cái ID này. Đấy, được chưa ạ? Thì mình nhấn vào đây này, xong nhấn show show job ID, mình nhấn vào đây này. Thì nó sẽ gọi lại cái gì ạ? Gọi lại cái câu lệnh này. Anh chị em thấy không ạ? Nó gọi lại cái câu lệnh này. Gọi lại đúng cái hình ảnh mà mình đã làm nha. Sau đó mình có thể variation, có thể upscale, mình có thể làm những việc gì, hoặc là mình có thể copy cái gì ạ? Cái câu lệnh mà mình đã có, được chưa ạ? Đấy. Ok nhá. Rồi, ngoài ra thì có lệnh là relax. Relax tức là mình chuyển sang chế độ là thư giãn. Tức là nó có hai chế độ fast là chế độ nhanh và chế độ relax là chế độ chậm. Tuy nhiên thì Huy thấy là chế độ relax thì nó cũng không chậm hơn bao nhiêu cả nhé. Rồi remix, đây là một chế độ chuyển sang chế độ remix. Remix nó là cái chế độ mà đây mình xem cái phần này nó có phần remix. Đây này. Ở đây mình có thể dùng câu lệnh để mình chuyển, hoặc là mình vào đây setting mình chuyển luôn fast mode này hoặc relax mode, được không ạ? Đây hai cái chế độ là nhanh và chậm. Và chế độ fast mode này thì ví dụ như là cái bản mà 30 đô ấy, cái bản này 30 đô thì nó cho mình 15 phút fast mode. Nhưng mà Huy thấy là Huy dùng mãi, dùng miệt mài dùng mãi mới hết được có 1 phút à. Bây giờ nó vẫn còn hơn 14 phút nữa. 13 phút bao nhiêu ấy. Tức là dùng nhiều cực kỳ luôn. Nhưng mà toàn fast mode thôi. Như vậy là mỗi một cái ảnh ấy nó chỉ mất có mấy giây thôi. Fast mode này. Đấy thì có mấy giây thôi. Còn relax mode này thì dùng thoải mái luôn. Đấy. Còn cái phiên bản mà miễn phí ấy, cái tài khoản mà miễn phí ấy, cái tài khoản miễn phí thì cái fast mode cũng có nhưng mà nó ít lắm, được hình như có được 1 phút hay sao. Đấy. Đấy, ngoài ra thì với những cái người chơi hệ nâng cao, hệ pro, hệ chuyên nghiệp thì nó có hai chế độ là public và steel mode. Steel mode là chế độ ẩn ẩn danh. Thì hiện tại mình cũng chưa phải là pro, mình chưa chọn được anh chị em nhé. Thế là bắt buộc là public hết. Tức là thì ảnh của mình là mọi người vẫn có thể nhìn thấy, kể cả mình ở trong máy chủ riêng này nhưng mà ở bên ngoài họ vẫn có thể tìm cách họ nhìn thấy được. Đấy ạ. Đấy. Ngoài ra thì cái chế độ là remix mode. Remix mode này là cái chế độ mà gì ạ? Là mình sẽ mix giữa các cái hình ảnh với nhau. Đấy ạ. Mình sẽ đưa vào những cái hình ảnh để mà mình mix lại với nhau. Thì đây là cái chế độ để mình có thể tạo ra những cái hình ảnh mang tính chất nhất quán. Anh chị em nhé. Thì cái này mình sẽ đi lại ở cái phần sau, phần nâng cao. Anh chị em, ok không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã đi qua được một số cái lệnh cơ bản để mà chúng ta sử dụng nhé. Rồi. Ngoài ra thì đến cái phần mà gọi là đây cái phần show job và trộn ảnh thì Huy cũng đã vừa mới hướng dẫn anh chị em rồi nhé, rất là dễ rồi đấy, hướng dẫn anh chị em rồi nhé. Phần trộn ảnh, cái phần trộn ảnh là trộn hai hay năm ảnh để hợp nhất chúng thành một cái ảnh mới,
được nhỉ? Đấy thì chúng ta chọn cái mà blend này. Đấy xong là chúng ta chọn hai hình ảnh đưa lên này. Được chưa? Đấy, chúng ta có thể chọn thêm hình ảnh số 3, số 4, số 5 vào đây. Đó. Sau đó là sử dụng lệnh Ben này. Đấy, sau đó là gì ạ? Đây, lệnh Ben này. Đấy anh chị em ạ. Đây, con chim với cả cái tượng, cái đầu cái tượng thì nó sẽ ra cái hình ảnh là gì ạ? Là chim tượng hay là tượng chim. Đấy. Đấy. Được chưa? Cái tượng với con chim thì ra thành tượng chim. Đó. Thì đấy là cách để mình blend hai cái ảnh vào với nhau nhé. Rồi các cái setting này đấy, các cái setting thì vừa rồi mình cũng hướng dẫn anh chị em rồi một số cái setting cơ bản này. Đó ví dụ cái private mode thì bây giờ nó chuyển thành cái still mode này, được nhỉ? Đấy, setting này thì mình lựa chọn những cái phiên bản này, 7 phiên bản này. Ở đây là cái quality, quality tức là dạng là chất lượng hình ảnh, không phải là kích cỡ hình ảnh nhé. Kích cỡ hình ảnh thì chúng ta có cái dạng có upscale rồi, được nhỉ? Đấy. Còn đây là chất lượng hình ảnh, chất lượng hình ảnh thì nó mang tính chất là gì ạ? Là cái độ chi tiết, độ sắc nét của hình ảnh. Đó. Thì tại sao chúng ta không chọn cái high quality? High quality thì nó sao ạ? Nó tốn nhiều hơn cái giá, ví dụ như là phiên bản miễn phí thì có 25 cái credit thì mỗi một câu lệnh hết một một credit, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái high quality thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ dùng hai cái credit đó. Và để sử dụng cái quality này thì một là chúng ta vào phần setting, chúng ta chọn. Đấy, giống như Huy là Huy toàn chọn là gì ạ? Là high quality thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình được dùng gọi là không giới hạn mà. Cho nên làm sao mình phải xoắn, đúng không ạ? Đó. Đấy, tuy nhiên thì khi mà dùng high quality thì nó có một cái điểm đó là tốc độ nó sẽ chậm hơn. Thực ra là mình cũng chấp nhận, mình đã quen cái đấy rồi nhưng mà cũng chấp nhận được. Đấy nhỉ? Mình gọi nó bằng cách là gì ạ? Cách cách quy sược 1 hoặc là quy sược 2. Đấy nhỉ? Đó. Thì khi mà mình cài đặt ở trong cái phần setting ấy, thì nó sẽ mặc định, nó sẽ đưa vào cho mình. Anh chị em để ý này. Ví dụ như thằng này nhé. Khi mình gửi vào câu lệnh này thì nó mặc định cho mình là gì ạ? Q2 này và mặc định là up beta này. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì khi mình setup ấy là mình đã chọn sẵn rồi. Khi mình nhấn vào setup thì mình đã chọn sẵn rồi. Cho nên là gì ạ? Khi mà đưa câu lệnh vào thì ngay lập tức đây, mình chọn high quality là vào beta upscale này. Cho nên là khi mình đưa câu lệnh vào thì mặc định nó sẽ nhảy ra hai cái này. Đấy, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là style. Style nó có style low, style mid, style high và style very high. Cái thông số cách điệu này để làm gì ạ? Đấy, kiểu thấp thì style nó bằng 50, trung bình là 100, kiểu cao thì 250, rất cao là 750. Đấy, thì cái style này cái style này nó là cái để mà mình tạo ra những cái hiệu ứng này, tạo ra sự mới lạ này, sự độc đáo này cho bức ảnh này. Nếu mà để style thấp ấy thì nó sẽ gần với cái yêu cầu của mình nhất. Nó sẽ tuân thủ đúng cái hướng dẫn của mình. Còn để style mà cao hoặc rất cao ấy thì làm sao ạ? Thì nó sẽ sáng tạo, nó sẽ bay bổng, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đưa vào đấy những cái chi tiết mà nó tự nghĩ ra, nó tự lựa chọn. Đúng không ạ? Đấy, nó giống như kiểu nghệ sĩ ấy. Nó đưa cái phá cách vào, đưa kiểu nghệ sĩ vào. Được chưa ạ? Đấy. Thì đấy là cái style. À, ví dụ mình đưa vào một cái hình ảnh mẫu mà mình muốn nó làm sao cho giống hình mẫu nhất thì mình để cái style thấp, đấy ạ. Đấy, còn nếu như mà mình muốn cái nó phá cách lên thì mình để style cao lên, đấy ạ. Mấy cái upscale này thì mình học rồi, public với still mode thì học rồi, remix thì chế độ phối lại thì học rồi, fast với cả relax thì học rồi, đấy ạ. Đó, cái tùy chỉnh này, cái prefer option này thì lúc nãy Huy cũng có hướng dẫn rồi. Đây là cách để mà mình gọi ra cái câu lệnh của mình từ một câu lệnh dài biến thành câu lệnh ngắn. Đấy. Thay vì là mình phải đây ví dụ như này nhá. Cái câu lệnh ngắn của mình là mai thì nó là gì ạ? Những cái hậu tố là HD này, tức là upscale kiểu HD này. AR nên là dạng là tỷ lệ khung hình. Được chưa? Là 47. Mai 2 thì nó lại khác.
Maya nó lại khác, tức là mình không cần phải nhớ cái này nữa, mình chỉ cần nhớ cái tên này thôi, mình đưa cái tên này vào thế là được. Và để đưa vào thì mình làm như nào đấy, để đưa vào thì mình chỉ việc là gì ạ, gạch gạch Maya đấy, mình chỉ đưa vào gạch gạch Maya thế là gì ạ, thế là nó sẽ tự động nó đưa vào, nó tương đương với cả cái câu lệnh mà dài dài này, mình đỡ phải viết lại, tiết kiệm thời gian anh chị đấy. Ok không ạ? Rồi đấy là những cái setting nha. Ngoài ra thì có một số cái yêu cái câu lệnh nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý, đấy là câu lệnh mà kết hợp với hình ảnh. À, câu lệnh kết hợp với hình ảnh là như nào, đặc biệt là khi mà vẽ truyện tranh này hoặc là các anh mà thiết kế này, tức là mình muốn nó vẽ theo ý đồ của mình ấy, thì mình đưa một cái hình ảnh vào để làm mẫu cho nó, được chưa? Đấy, đưa hình ảnh vào làm mẫu cho nó thì cái hình ảnh đấy nó được tính như là một câu lệnh, được chưa? Hình ảnh đấy nó được tính như một câu lệnh cộng với chữ là một câu lệnh nữa, và là gì ạ, nó mix hai cái câu lệnh này vào với nhau, được chưa ạ? Và lưu ý này, khi mà chúng ta dán cái hình ảnh vào đây thì cái hình ảnh luôn luôn nó phải kết thúc bằng cái đuôi như là JPG hoặc NPG hoặc GIF, được chưa ạ? Tức là có những cái hình ảnh mà phía sau nó có chấm hỏi xong rồi bằng linh tinh thì mình xóa hết cái đấy đi đấy, để đoạn cuối cùng nó phải là gì ạ, chấm JPG hoặc chấm PNG hoặc chấm GIF, được chưa ạ? Rồi, và mỗi một câu lệnh này sau khi mà chúng ta viết xong thì chúng ta cách ra một cái, chỉ cần cách thôi nhé, không chấm phẩy hết anh em, cứ mỗi một cái hình ảnh này chúng ta có thể đưa vào mấy hình ảnh, một vài hình ảnh gì đó cũng được, được chưa ạ? Đó, thứ nhất là image prompt, tức là câu lệnh hình ảnh, cái đường dẫn hình ảnh nó chính là câu lệnh. Thứ hai nữa là text prompt, tức là gì ạ, là cái hướng dẫn, cái câu lệnh bằng chữ của mình. Thứ ba nữa là parameter, tức là cái thông số ở phía sau. Thông số ở phía sau thì anh chị em nhớ là nó có gì ạ, cái cách cách cái hai dấu cách, đấy là cách để mình gọi cái thông số nhé. Rồi, nếu như mà chúng ta chỉ có hai hình ảnh thôi, không có một câu lệnh chữ nào, thì chúng ta dùng lệnh ban, đúng không ạ? Lệnh ban là cứ đưa hai hình ảnh vào là mặc định nó sẽ ra hình ảnh mới, không cần phải thêm text. Còn nếu mà chúng ta muốn ảnh và text thì chúng ta dùng vẫn dùng image nhé. Đấy, thì cách dùng như sau. Đầu tiên là chúng ta tải ảnh lên gì ạ? Tải ảnh lên Discord này. Cứ tải ảnh của mình lên Discord này, được chưa ạ? Rồi, sau khi tải ảnh lên Discord xong thì mình mới nhấn chuột phải và mình chọn vào hình ảnh, mình nhấn chuột phải xong nhấn gì ạ? Sao chép. Đấy, đây là mình tải lên này nhá. Sau đó gì ạ? Nhấn chuột phải xong đó là sao chép. Hoặc là mình kéo cái ảnh này này, kéo xuống cái đoạn bên dưới, mình để image prompt xong mình lấy hình ảnh này, mình cầm hình ảnh mình kéo xuống dưới, thế là được. Ok không anh em? Hoặc là mình chọn là gì ạ? Mình nhấn chuột phải, mình chọn là gì ạ? Chọn là sao chép đường dẫn, sau đó mình gửi xuống, xong mình đặt xuống đây, xong mình thêm cái chữ của mình vào. Thế là gì ạ? Nó sẽ ra. Đấy, lưu ý là những cái hình ảnh của mình tạo mình gửi lên ấy là mọi người có thể xem được, cho nên là mình không nên đưa những cái ảnh mang tính chất riêng tư cá nhân nhé, nó lộ đấy, được chưa? Ở đây một cái ví dụ này, khi mình tải hình gốc lên là một cái tượng, được chưa? Với một cái bông hoa, đấy. Thế thì với một số cái khác nhau nhé, với một số cái hình khác nhau nhé. Đây là cái chanh này, hoa dã quỳ này, đây là những con sứa này, đấy. Đây là cái hoa diên vĩ này, Van Gogh này, đây là sóng này. Sóng làn sóng vĩ đại này, Great Wave này. Đấy. Thế thì khi mà tượng kết hợp với hoa thì nó sẽ ra là hoa tượng. Đấy. Tượng kết hợp với cả gì ạ? Hoa diên vĩ của Van Gogh thì nó sẽ ra tượng cộng với hoa Van Gogh, hoa hoa diên vĩ. Tượng cộng với sứa thì nó sẽ ra gì ạ? Ra tượng mà quấn quanh những con sứa. Đấy. Tượng với cả gì ạ? Địa y thì ra gì ạ? Ra địa y tượng. Đấy. Đúng không ạ? Tượng với sóng thì sẽ ra gì ạ? Sẽ ra sóng tượng. Đấy. Tượng với địa y với hoa kết hợp với nhau, ba cái kết hợp với nhau. Được chưa ạ? Thì nó ra tượng địa y hoa. Đấy. Anh em thấy không ạ? Và để mà ra cái khung hình mà chúng ta mong muốn thì các cái hình ảnh đưa vào chúng ta nên để cùng một cái kích thước hình ảnh, cái khung hình nhé. Ví dụ khung hình thẳng, khung hình ngang, thẳng khung hình dọc, thẳng khung hình vuông. Đấy, thì lúc mà ra kết quả cuối cùng ấy thì nó sẽ ra cái tỷ lệ khung hình theo cái thằng gì ạ? Thằng thằng ảnh cuối cùng đưa vào. Đấy. Rồi,
Tương tự như vậy ở trong cái version 3. Đấy, cái version 3 ấy, trong version 3 thì nó có một cái nó gọi là trọng số hình ảnh. Trọng số hình ảnh anh chị em nhé. Trọng số hình ảnh tức là sao ạ? Là vẫn là hai cái hình ảnh đưa vào thôi. Nhưng mà mình muốn cái hình ảnh nào quan trọng hơn thì mình đưa thêm cái gì ạ? Cái trọng số này vào. Gọi là gì ạ? Image weight. Đấy, đúng không ạ? Đưa thêm cái trọng số này vào. Đấy, thì cái này thì nó là cái phần nâng cao. Thì anh chị em nào mà muốn học nâng cao thì vào đây xem nhá. Ở đây là cái cuốn sách ebook. Cái cuốn sách ebook mà Huy viết. Thì anh chị em vào đây thì anh chị em nghiên cứu nó kỹ hơn. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể dùng multi prompt, tức là dùng nhiều câu lệnh. À, nhiều câu lệnh thì nó sẽ được phân tách ra bởi cái dấu hai chấm này. Được chưa ạ? Về multi prompt thì chúng ta lấy cái ví dụ như này cho nó dễ này. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái từ là hot dog thì nó sẽ ra được cái gì ạ? Bánh mì kẹp thịt. Đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta là gì ạ? À, chọn hot xong đầu hai chấm dog thì nó sẽ dạ nó sẽ hiểu là gì ạ? Là con chó đang đang rất nóng. Đấy. Nếu như mà gì ạ? Hai cái câu lệnh mà được ngăn cách ra bởi từ hai chấm thì nó sẽ hiểu rằng đây là hai cái thực thể khác nhau, hai cái từ khóa khác nhau và nó không mix với nhau, là con chó đang nóng chứ không phải là bánh mì kẹp thịt. Được chưa ạ? Đấy. Ví dụ ở đây cũng thế. Đây là cái gì ạ? Cupcake installation, tức là hình minh họa cái bánh cupcake. Cái bánh cupcake là cái bánh gọi là bánh cốc ấy. Đấy, anh chị em thấy đúng cái bánh cupcake đấy không ạ? Đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà mình dùng cái hai chấm ở đây thì nó tách ra, đây cái cup tức là cái cốc riêng. Còn cái cake installation tức là hình minh họa cái bánh riêng. Hình minh họa cái bánh để đặt trên cái cốc. Đấy, đây là gì ạ? Hình minh họa cái bánh đặt trên cái cốc. Đây là nhìn anh chị em nhìn thấy cái cốc không ạ? Cái cốc này nó đúng cái cốc luôn, đúng cái cup luôn. Đấy, đúng cái cốc luôn chứ nó không phải là cupcake. Ở đây nó cupcake là bánh cốc nó khác. Còn đây là đúng cái cốc luôn và cái bánh đặt trên cái cốc, hình minh họa cái bánh đặt trên cái cốc. Đấy ạ. Còn cái thứ ba nữa là mình tách nó ra. Cái cốc riêng, cái bánh riêng và cái hình minh họa riêng. Thì nó sẽ ra một cái hình là gì ạ? Là cái bánh đặt trên cái cốc và nó sẽ có những cái hình minh họa ở bên ngoài. Đây. Đây là cái bánh đặt trên cái cốc và nó sẽ thêm những cái hình minh họa nữa. À, ví dụ như là hoa bướm rồi nó trở nên nó độc đáo, nó phá cách hơn. Đúng không ạ? Nó phá cách hơn thằng này. Thằng này nó chỉ là cái bánh đặt trong cái cốc thôi. Nhưng ở đây bánh đặt trong cốc xong rồi nó lại gì ạ? Nó lại thêm những cái hình minh họa xung quanh nữa. Đấy, thêm lá, thêm hoa các kiểu, thêm bướm các kiểu. Đấy. Ngoài ra thì nó lại gì ạ? Nó lại cũng có cái prompt weight tức là gì ạ? Là trọng số câu lệnh. Ở bên kia thì chúng ta có image way tức là trọng số hình ảnh, thì bên này có prompt way là trọng số câu lệnh. Thì đây ví dụ như này cho anh chị em dễ này, vẫn là hot dog thì nó là con chó gì ạ, con chó đang nóng đúng không ạ, nhưng mà hot hai dog tức là gì ạ, là cái trọng số của câu lệnh hot này nó gấp đôi so với cả cái gì ạ, câu lệnh dog. Như vậy là gì ạ, con chó này đang rất nóng. Nóng đến mức bốc lửa luôn anh chị em ạ. Anh chị em thấy không ạ, hot hay cạch cạch hay thêm số 2 vào nữa thôi thì nó sao ạ, nó thể hiện là con chó này đang gì ạ, đang rất nóng, đang gọi là bốc lửa bốc hỏa luôn luôn đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, ngoài ra thì nó còn có những cái câu lệnh như là trọng số âm. Ừ, trọng số âm. À, trọng số âm tức là gì ạ, nó mình muốn loại bỏ bớt đi cái gì đấy, ví dụ đây là cánh đồng hoa tulip nhá, nhưng mà khi mà mình đưa ra là cánh đồng hoa tulip này xong thêm cái câu lệnh red. Red tức là đỏ, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái trọng số nó là âm, là âm 0,5. Âm 0,5 thì làm sao ạ? Tức là mình bớt đi cái màu đỏ. Tức là vẫn là cánh đồng hoa tulip nhưng mà bớt đi cái màu đỏ thì gọi là trọng số âm. Anh chị em nhé. Thì cái này là anh chị em nâng cao chuyên sâu thì anh chị em học cái này thì nó sẽ dễ hơn. Ok không ạ? Rồi. Như vậy là mình đã đi qua được chương chương 1 và chương 2. Và chương 3 là những cái chương cơ bản nhất. Được chưa ạ? Rồi. Tìm hiểu đến các cái tham số của Midjourney này. Đấy. À, ngày mai, ngày kia thì mình sẽ học về những cái buổi sau ấy. Nhầm nhầm. Buổi sau ấy. Thì mình sẽ tìm hiểu về các cái tham số của Midjourney này. Đấy. Rất nhiều các tham số này. Đấy. Danh sách các cái tham số này.
Đó, rất nhiều danh sách các tham số này, và mỗi một tham số đấy thì nó sẽ có những cái bài học tương ứng đấy. Ví dụ như là tỷ lệ khung hình này đấy, hay là mình sẽ biết được tỷ lệ khung hình thì nó sẽ ra những cái hình ảnh như nào này đấy, hoặc là sự hỗn loạn thì nó có ý nghĩa là gì, cái chaos thì nó có ý nghĩa là gì đấy, nó đưa thêm cái chaos vào thì cái hình ảnh nó sẽ khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Các cái tham số khác nhau đưa vào các tham số khác nhau thì nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Rồi quantity, rồi sheet hạt giống như nào, vẽ truyện tranh thì bắt buộc phải dùng đến sheet rồi đấy. Rồi styline, ví dụ như là styline thì nó là cách điệu, thì cái cách điệu này thì nó có ý nghĩa như nào và thông số của nó như nào. Phiên bản 4 thì nó thông số từ 0 đến 1000 đấy, với các cái styline khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh hoàn toàn khác nhau đấy. Thì ngày sau thì chúng ta sẽ học về những cái tham số đấy ạ, học về những cái tham số, sau đó thì mình học về những cái công cụ để hỗ trợ câu lệnh Midjourney, được chưa ạ? Nếu nói ví dụ như công cụ hỗ trợ chẳng hạn, thì ở đây chúng ta gõ vào là một con mèo Acat đấy. Đấy, câu lệnh chỉ có mỗi Acat thôi đấy. Tuy nhiên thì chúng ta có thể đưa vào đây rất nhiều những cái tham số khác nhau đấy, để mà mình có thể là gì ạ, tăng cường cái khả năng của cái câu lệnh này đấy. Ví dụ như là ở đây là dụ ở cat chẳng hạn đấy, thì nó sẽ tự động cái câu lệnh nó sẽ nhảy xuống đây, mình có thể copy vào, được chưa ạ? Ở đây mình có thể chọn style đấy, mình có thể chọn các rất nhiều các style khác nhau đấy. Style tức là những cái phong cách đấy, phong cách màu, phong cách cat, phong cách hạt, phong cách electrical. Ví dụ như là mình đưa vào phong cách electrical chẳng hạn, xong mình copy cái prompt này mình đưa vào đấy nhá. Đấy, mình đưa vào đây, anh chị em không cần phải dùng lệnh luôn, copy prompt vào, dán dán phát là enter luôn, tức là không cần phải phải sược image nữa, nó có sẵn sược image rồi, đúng không ạ? Đấy, acat thêm cái câu lệnh này electrical vào đây nữa đấy, thì ngay lập tức là gì ạ, nó sẽ ra được cái một con mèo nhưng mà lại có hơi hướng gì đấy, nó có tí điện điện ở đấy đấy, đúng không ạ? Sau đó thì mình lại tiếp tục thêm những cái chi tiết hơn nữa. Ừ, nhá, ví dụ vậy. Ừ, hoặc là mình có phần light đi, nó có phần neon này, electrical arc này đấy, mình thêm vào đấy, mình copy cái câu lệnh này dán vào đây đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, con mèo nhưng mà nó lại gì ạ, nó lại liên quan đến điện này đấy, dây điện lằng ngoằng này, anh chị em thấy không ạ? Đấy đấy, một cái bộ điện này đó, bình thường sao mình nghĩ ra được, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần câu lệnh cộng với cả một cái tiền tố ở trong đấy thôi thì nó lại lập tức lại ra một cái thứ khác. Đây này, con mèo này với điện này đấy, nhưng mà nó lại có gì ạ, nó điện nó lại phát sáng nó như kiểu neon ấy đấy, thì nó lại khác một chút đó, anh chị em thấy không ạ? Đây là mình ví dụ thực tế luôn nhé. Đó, thì nó sẽ có những cái câu lệnh như vậy. Đây, anh chị em thấy không ạ? Con mèo này, nhưng mà điện nó lại phát sáng này, anh chị em thấy không ạ? Đẹp không? Độc đáo không? Khác lạ chưa? Đấy. Thế thì bình thường mình không thể nào nghĩ ra được, nhưng mà nhờ có cái bộ công cụ này thì mình có thể làm cái điều đấy. Hoặc là mình gì ạ? Mình lại chọn là gì ạ? Là DSLR, tức là gì ạ? Nó lại phải chụp bằng ảnh tả thực cơ. Đấy, lại chụp bằng ảnh tả thực cơ. Đấy. Thì nó lại gì ạ? Là tạo ra cái bức ảnh, bức tranh mà nó giống như được chụp từ máy ảnh cơ ấy. Đấy, thì nó lại ra một cái ý tưởng khác, nó lại ra một cái kết quả khác hoàn toàn. Như vậy là gì ạ? Bộ công cụ này giúp cho mình rất là dễ dàng để tạo ra những cái hình ảnh khác nhau. Đó, và anh chị em tưởng tượng là nó có rất nhiều biến thể khác nhau như này, và chỉ để gọi là giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc làm chủ cái công cụ này mà thôi. Ok không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ học thêm về những cái công cụ hỗ trợ như là cái cách để chúng ta upscale lên này, hình ảnh đưa ra rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ sắc nét thì mình upscale lên để tạo ra những cái hình ảnh nó cực kỳ nét. Mình sẽ upscale nhân 4 nhân 8 lên. Đấy ạ. Ngoài ra thì Huy sẽ tặng cho anh chị em nào mà đã đóng học phí, Huy tặng cho anh chị em một cái công cụ mà upscale hoàn toàn miễn phí. Các công cụ upscale trên mạng có không ạ? Có, nhưng mà đa số đều mất phí, đều tính phí hết. Nó có thể cho anh chị em thử nghiệm một hai cái gì đó thôi, nhưng sau đó là anh chị em phải trả phí. Nhưng mà Huy đã từng upscale, anh chị em biết Huy upscale bao nhiêu cái không ạ?
upscale 245 cái nhỉ. Chỉ nhấn enter thôi, sau đó 245 cái ảnh được tự động được upscale luôn. Mà upscale chất lượng cực đỉnh luôn anh chị em. Nếu như cho anh chị em xem nhé, cái ảnh upscale nhé. Nếu như mà không upscale lên ấy, thì anh chị em sẽ thấy là cái ảnh nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng mà khi upscale lên thì ảnh nó to nét vô cùng luôn. Nếu như nhìn bình thường như này trông nó rất giống nhau. Nhưng anh chị em nhìn này, khi mà Huy zoom vào nhá, ảnh này, bên trái này ảnh là gì ạ? 1,4 mê anh chị em nha. Ảnh này là upscale hết cỡ rồi, hết cỡ của Midjourney rồi. Còn bên này là Huy sử dụng cái gì ạ? Công cụ upscale này. Đấy. Anh chị em nhìn thấy sự khác biệt không ạ? Có nhìn thấy sự khác biệt giữa hai cái phiên bản này không ạ? Upscale lên đây gì ạ? Đấy. Upscale để làm gì ạ? Để hình ảnh nó sắc nét, nó rõ ràng hơn. Và để làm gì ạ? Mình muốn up lên các cái trang web mà nó cho phép mình bán ảnh lấy tiền ấy, thì bắt buộc mình phải upscale lên. Tất cả các ảnh upscale tự động từ Midjourney không thể bán được anh chị em ạ. Không thể bán được trên các cái nền tảng mà gì ạ? Bán hàng bán ảnh kiếm tiền không thể làm được. Nhưng mà gì ạ? Nhờ có cái công cụ này thì anh chị em có thể là gì ạ? Là upscale thoải mái luôn. Cái tài liệu này Huy gửi trong nhóm kín và gửi riêng email cho những anh chị em nào mà mua khóa học có 300.000 thôi, được tặng cái bộ công cụ này. Vì nó anh chị em biết là nếu như bình thường để mà upscale các cái trang web mà cho phép upscale ấy, thì nó lấy tính phí đắt lắm. Nó khoảng độ tầm 15 đô một tháng. Đấy, ở đây anh chị em được dùng miễn phí mà gọi là gì ạ? Up cả nghìn tấm luôn, không mất phí. Ok nhá. Anh chị em nào mà chưa đóng học phí thì vui lòng đóng học phí đi, xong vào trong cái nhóm kín. Đấy, gửi email xong là Huy gửi phần mềm cho, gửi cái app cho để mà làm. Cái này đố anh chị em tìm thấy trên mạng không tìm thấy luôn. Bởi vì sao ạ? Nó phải cài đặt vào máy tính. Nó là file Excel. Nó file 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 exe. Nó là file chạy để cài đặt vào trong máy tính. Đấy ạ. File chạy để cài trong máy tính để anh chị em dùng bằng phần mềm trong máy tính chứ không phải là gì ạ? Phần mềm online. Đấy, còn tất nhiên là mình có rất nhiều các cái phần mềm, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một số các phần mềm để mà online để anh chị em có thể upscale một vài ảnh miễn phí thì được. Đúng không ạ? Ok nhá. Đấy. Rồi. Thì sau nữa thì Huy buổi số 3 thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà gì ạ? Để mà vẽ truyện tranh cùng với cả Midjourney này. Rồi là cách để mà mình ứng dụng những cái này vào cái công việc cụ thể. Được nhỉ? Đấy, buổi tiếp theo thì mình sẽ đi vào những cái ứng dụng thực tế nhá. Đi vào ứng dụng thực tế. Đấy. Thế thì cho Huy xin hỏi là bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Mình học cái khóa học này thì nó rất là gì ạ? Chi tiết, rất là giá trị. Và nếu như mà ở ngoài kia, nếu mà anh chị em lên trên YouTube, anh chị em tìm thấy có thằng nào mà nó dạy được như này cho Huy thì anh chị em gửi cho Huy tặng anh chị em tiền luôn. Đúng không ạ? Tặng lại học phí cho anh chị em luôn, trả lại học phí cho anh chị em luôn. Không có thằng nào dạy anh chị em kỹ như này hết. Huy là thằng đầu tiên ở Việt Nam dạy kỹ như này, dạy cơ bản như này. Được chưa ạ? Rất nhiều những cái câu lệnh và rất nhiều những cái chi tiết. Đúng không ạ? Nhá. Ok nhá anh chị em nhá. Bao nhiêu anh chị em thấy hôm nay nó hơi đau đầu một tí nhưng mà thực sự nó có giá trị thì comment là tôi đúng không ạ? Hơi đau đầu một tí đấy nhưng mà nó có giá trị. Đó. Và hiện nay thì Huy cũng đang hoàn thiện cái cuốn sách. Đây, hiện nay thì Huy cũng đang hoàn thiện cuốn sách là Midjourney toàn tập. Đó. Thế thì cuốn sách này thì Huy cũng sẽ đưa nó vào một số giáo trình, một số cái lưu trình trong cuốn sách này. Thì Huy sẽ đưa vào để đào tạo cho anh chị em trong các lớp học. Tuy nhiên anh chị em biết rồi, là mình học xong rồi. Nhưng nếu như mà không có tài liệu để mà mình thử ấy,
rồi không có những câu lệnh mẫu này, không có những tài liệu mẫu này, không có những cái ứng dụng mẫu, ví dụ mẫu này, thì mình cũng không thể nào nhớ được, đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em nãy giờ học xong mà có thể nhớ được những cái tham số mà Huy chia sẻ, Huy cũng không thể nhớ được, đúng không ạ? Cho nên là cái cuốn sách này ấy, nó giống như là một cái cuốn từ điển để làm gì ạ? Để anh chị em tra cứu. À, bây giờ mình muốn để vẽ một cái bức hình mà nó có màu sắc như này thì mình dùng câu lệnh gì nhỉ? Quên mẹ rồi, hôm trước thầy nói như nào quên, bây giờ lại phải dở video. Ở trong lớp là có video học lại đấy. Nhưng mà gì ạ? Dở video ra để tìm cho đến cái câu lệnh đấy thì mất quá nhiều thời gian. Thôi là sao ạ? Dở luôn vào đường link luôn của cái gì ạ? Cuốn sách này, xong rồi vào đúng cái phần mà gì ạ? Có cái gì ạ? Bộ công cụ hỗ trợ, có luôn copy câu lệnh và copy luôn cái gì ạ? Cái đấy vào. Thế là mình gì ạ? Mình ra được cái câu lệnh. Rồi cái prefer này dùng như nào nhỉ? Cái prefer này nó cụ thể ra sao nhỉ? Xong rồi dùng lệnh này như nào nhỉ? Thì học rồi đấy, nhưng mà chưa chắc đã làm được, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Nó đưa ra cuốn sách này nó giống như là cái cuốn từ điển này và nó liên tục được cập nhật, liên tục được cập nhật, được chưa ạ? Đấy, và nếu như anh chị em thực sự mà muốn gọi là làm chủ cái gọi là chat GPT, làm chủ con Midjourney, cũng như là gì ạ, muốn nhanh chóng tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền bạc rồi, đúng không anh chị em? Đấy, cho nên nếu anh chị em thực sự là mong muốn là sở hữu cuốn sách này thì Huy viết gần xong rồi, Huy viết gần xong rồi anh chị em đó. Thì anh chị em nào muốn sở hữu thì hãy comment xuống là số 1 giúp Huy ạ. Muốn sở hữu comment số 1 cuốn sách này. Thì cuốn sách này thì Huy sẽ bán, có phí Huy sẽ bán, đúng không ạ? Kể cả anh chị em đóng 300.000 rồi nhé, anh chị em được tặng gì ạ? Khi mà anh chị em đóng 290.000, anh chị em được học 3 buổi này, anh chị em được gì ạ? Anh chị em được tặng cái bộ công cụ để giúp cho anh chị em là gì ạ? Tùy biến về Midjourney này, anh chị em được gì ạ? Anh chị em được một cái phần mềm để có thể upscale ảnh gọi là miễn phí không giới hạn này, được chưa ạ? Đấy, thì đấy là những cái quà tặng mà Huy gửi anh chị em rồi. Chưa kể anh chị em sẽ được tặng những cái tài liệu về chat GPT và cái khóa học về chat GPT nữa này. Thì cái này thì không tính, không nói nhá. Nhưng mà riêng cuốn sách này thì Huy đang để là khoảng độ giá khoảng độ 500.000. Nó bao gồm cả sách, nó không có sách giấy anh chị em nhá. Nó chỉ là sách ebook cộng với cả một số cái video. Tức là gì ạ? Trong ebook đó nó lại có những cái video để mà gì ạ? Anh chị em nhấn vào, anh chị em có thể là gì ạ? Mở ra video anh chị em xem, hoặc là nó sẽ có những cái nó giống như là ebook kết hợp với cả khóa học online ấy. Nó giống như ebook kết hợp với khóa học online, bởi vì nhiều cái chỗ có thể là mình không hiểu thì video này lại hướng dẫn đó, cho nên là gì ạ? Vừa là ebook vừa là khóa học online đấy. Thì Huy đang dự tính là để là 500.000, anh chị em nào muốn mua thì chuyển khoản 500.000 thì Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ chuyển cho cái bản này, ok không ạ? Riêng những anh chị em nào ở trong những cái nhóm nâng cao, những cái nhóm kín mà đã đóng phí mà trên 2 triệu thì anh chị em không phải mua anh chị em nhé. Huy sẽ tặng cuốn sách này cho anh chị em. Những anh chị em nào đã đăng ký mua cái cuốn sách mà chat GPT từ A đến Z ấy, mà chưa nhận được ấy, thì cuốn sách đấy Huy vẫn đang viết, thì Huy sẽ tặng cuốn này đầu tiên, là coi như là thay thế cuốn kia, nhưng khi cuốn kia ra anh chị em vẫn được tặng nhé, ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em là thành viên trong nhóm kín thì comment là tôi chứ ạ. Nếu anh chị em đang là thành viên trong nhóm kín của Huy, nhóm nâng cao của Huy thì comment là tôi ạ, được không ạ? Tiếp tục được tặng tiếp anh chị em. Trong nhóm kín không những được học rất nhiều khóa miễn phí mà tài liệu được tặng luôn, được chưa ạ? Khóa học được tặng luôn, công cụ tặng luôn, và gì ạ? Và sách cũng tặng luôn. Đấy. Ví dụ như khóa học này 300.000 anh chị em học miễn phí này, cuốn sách này 500.000 anh chị em lại miễn phí tiếp này. Tất cả những cái tài liệu mà Huy sáng tạo ra mới. Đấy, thì những cái tài liệu nào mà Huy cảm thấy là cần thiết thì Huy tặng. Tất nhiên sẽ có những cái mà Huy cũng sẽ có thể là sẽ thu phí, nhưng mà gì ạ? Đa phần là Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ tặng anh chị em. Được không ạ? Đấy. Và bây giờ là cái phí để mà vào nhóm kín thì nó còn rất là gọi là hợp lý. Hiện tại để mà vào nhóm kín chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, anh chị em học với Huy cả năm trời, đúng không ạ? 2 triệu rưỡi là anh chị em học với Huy cả năm luôn, và rất nhiều quyền lợi, liên tục trao thêm quyền lợi cho những anh chị em trong nhóm kín, đúng không ạ? Cho nên là anh chị em nào nếu mà muốn tiết kiệm ấy,
Thì thay vì là gì ạ, mua cái cuốn sách này thì vào luôn nhóm kín 2,5 triệu thì anh chị em học với Huy cả năm. Còn nếu không thì cứ mua sách sau lúc sau vào nhóm kín sau cũng được, nhưng nhớ này, sau này vào nhóm kín thì không được trả lại tiền đã mua trước đó. Ví dụ như là bảo là anh ơi em vào nhóm kín bây giờ em được tặng cái cuốn sách này, thế giờ trả lại cho em 500 được không? Không, không có đâu, đúng không ạ? Tất cả nó là gì ạ, nó là bài học hết. Cho nên anh chị em cứ từng bước thì Huy càng kiếm được nhiều, đúng không ạ? Huy lại càng gì ạ, Huy càng vui. Và cái giá trị của cái nhóm kín của Huy ấy, là nó chỉ còn giữ được đến hết tuần này thôi. Đến thứ hai tuần sau nó sẽ tăng lên là 3 triệu để mà được vào nhóm kín anh chị em nhé. Để được vào nhóm kín ngày tuần sau thôi, ngày thứ hai tuần sau thôi là anh chị em sẽ phải gì ạ, là sẽ phải chuyển khoản 3 triệu và vẫn không được trả lại những cái tiền mà mình đã đóng trước đó, ví dụ như là các cái gì ạ, các cái cuốn sách hoặc là những cái khóa học trước đó, được không ạ? Đấy, và học với Huy 1 năm đấy, liên tục có những cái tài liệu liên tục, không chỉ là học đâu mà nó còn gì ạ, nó còn nhiều tài liệu lắm, trong nhóm kín nhiều tài liệu lắm, anh chị em sẽ được tặng rất nhiều tài liệu. Đấy, những cái video đào tạo anh chị em được xem đi xem lại, ở nhóm ngoài không bao giờ có những video như thế đâu, ok không ạ? Nhá, thì đấy là cái mà Huy mong muốn là gì ạ, là hỗ trợ giúp đỡ cho anh chị em, và khẳng định với anh chị em là những người nào ở trong nhóm kín thì liên tục sẽ nhận được vô cùng nhiều những cái giá trị, bao giờ cũng thế, Huy sẽ là nó làm nhiều hơn nói, Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em nhiều hơn những gì mà Huy cam kết. Ví dụ Huy cam kết là gì ạ, là chia sẻ một hai thứ ba thứ thì bao giờ cũng Huy làm nhiều hơn đó. Cái đấy là cái tính cách cũng như là cái con người của Huy, và nếu như anh chị em cảm thấy mà quý Huy, thích Huy và muốn đi cùng với Huy lâu dài hơn thì anh em mình vào nhóm kín trao đổi, anh chị em có thể hỏi bất kể câu hỏi gì, và đặc biệt khi mà anh chị em có câu hỏi thì Huy sẽ mở phòng Zoom ra để phục vụ riêng cho anh chị em, được chưa ạ? Chỉ cần có câu hỏi mà hợp lý, tức là câu hỏi này nó liên quan đến cái chủ đề mà anh em mình đang quan tâm, đang đang nghiên cứu, cộng với cả cái việc là gì ạ, là nhiều người khác cũng quan tâm thì là mình chơi thôi. Ví dụ như anh chị em nào muốn là gì ạ, là quan tâm đến cái việc mà dùng Midjourney để mà viết sách truyện tranh chẳng hạn đấy, mà mình học trong cái khóa này nó chưa đủ phê, chưa đủ đã, thì Huy tiếp tục mở Zoom đào tạo cầm tay chỉ việc. Như hôm trước là Huy cầm tay chỉ việc là cho anh chị em làm, Huy ngồi Huy hướng dẫn, anh chị em bấm từng nút một, Huy ngồi Huy hướng dẫn luôn đấy, đó cũng là cầm tay chỉ chuột luôn đấy anh chị em, ok không ạ? Đấy, thì đấy là những cái mà Huy thấy rằng là nó rất là hay, rất là giá trị, và ChatGPT cũng như là Midjourney hoặc là những cái con AI ấy, nó sẽ không thay thế con người, nhưng những người biết sử dụng nó sẽ thay thế những người không biết sử dụng. Đúng hay rất đúng anh chị em, đúng không ạ? Nhá, đấy. Đấy, vì vậy là xin chúc mừng như anh chị em nào mà chúng ta đã là những cái người mà rất là thức thời, đấy, nhanh chóng để mà mình có thể là gì ạ, nắm bắt được những cái công nghệ, những cái công cụ tiên tiến này. Đấy, thì đây chính là cái cơ sở để giúp cho anh chị em tiến đến sự thành công, đúng không ạ? Anh chị em biết rồi, chúng ta để thành công thì chúng ta có ba cái yếu tố chính, thực ra là 4 yếu tố, nhưng mà đầu tiên là chúng ta có 3 yếu tố chính. Đấy, thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất đó là tư duy. Tư duy đúng, đúng chưa ạ? Thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai nữa là gì ạ? Kiến thức đúng, đúng ạ? Thứ ba nữa là gì ạ? Thứ ba nữa là công cụ đúng. Cái tư duy này là cái quan trọng nhất anh em, tư duy là quan trọng nhất, kiến thức cũng rất quan trọng, nhưng nếu mà tư duy đúng rồi, kiến thức đúng rồi nhưng không công cụ đúng thì làm sao ạ? Thì cũng hỏng. Có rất nhiều người học rất nhiều, đọc sách rất nhiều nhưng không thành công được, bởi vì sao ạ? Họ không sử dụng đúng cái công cụ đấy. Cho nên là gì ạ, công cụ sinh ra để giúp chúng ta đi nhanh hơn đấy, đi nhàn hơn, đi dễ dàng hơn. Ví dụ như là Huy đang nói cái ô tô ấy, nó sẽ giúp mình đi nhanh hơn, đi nhàn hơn, đi dễ hơn, đi an toàn hơn, đi thoải mái hơn, đúng không ạ? Đó, cho nên là công cụ tạo ra để phục vụ chúng ta, nhưng để mà chúng ta được sử dụng được nó thì chúng ta phải học. Bao nhiêu anh chị em nghĩ rằng là mình chẳng cần phải học ô tô, cũng chẳng cần học lái bạn máy bay, mình cứ lên là mình trèo lên là mình lái được một cách tự tin ngay, có không ạ? Không bao giờ có luôn. Và có những người bảo là em chẳng cần học, em cứ trèo lên, em cứ đi thôi, xong rồi nó đâm vài lần thì kiểu gì em cũng học được bài học. Đấy là một cách, thì mình học bằng tự trải nghiệm, tự học, tự trải nghiệm.
thì làm sao ạ? Thì cũng tốt, đấy là cách học rất là hay, nhưng mà gì ạ, nhưng sẽ rất vất vất vả, mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cách tốt nhất đó là mình dùng cả hai, tức là vừa học từ người khác và vừa tự trải nghiệm bản thân mình, đây là cách học tối ưu nhất. Ok không anh chị em? Vừa học từ người khác mà vừa tự trải nghiệm bản thân mình nhá. Ok, thế thì bao nhiêu anh chị em chúng ta chưa có mặt trong nhóm kín thì comment là số 1 vui không ạ? Chưa có mặt ở trong nhóm kín và muốn muốn có mặt trong nhóm kín thì comment số 1. Đúng không ạ? Ok. Anh chị em muốn có mặt ở trong nhóm kín hoặc là muốn mua sách thì anh chị em để xuống cái số điện thoại nhé. Comment lại số điện thoại. Comment số điện thoại xuống thì đội trợ lý của Huy sẽ add Zalo anh chị em để hỗ trợ.